Huyền Trâm thì ngọt như đường á, không không dám, tôi chua nhá, tôi chua không dám. Chào Dương Ngô Nguyệt nhá. Ô, ai lại thả tức giận, ai lại thả tức giận ở comment thả tim cái kiểu gì thế này nhỉ? Chào Khánh Linh nhá. Không hiểu cái hội này nó cái là cái kiểu gì á. Đây, học sinh cái kiểu gì? Thầy like dạy học cho thì lại thả tức giận. Bây giờ nhá, tôi mở lên tôi biết ai thả tức giận một cái là thôi ăn ban luôn nhá. Các bạn, các em phải thả tim để át cái angry này đi game. Thả tim để át cái này. Các bạn thấy học sinh cái kiểu gì không biết. Tôi chưa thấy ở một cái khóa học khóa nào mà thầy livestream dạy học cho học sinh thả tức giận. Không thể hiểu được các em. Tôi mà tí tôi bật lên nhá, tí mà tôi bật lên tôi biết ông nào để tức giận này là ban luôn, ban vĩnh viễn luôn nhá. Ra ngoài đường mà gặp tôi đấm cho mấy cái. Rồi, chào Dương Tùng Lâm nhá, chào Thủy Tiên nhá, Vi Nguyễn thầy líp là xem đấy, có vẻ như bạn Vi Nguyễn đấy chứ các em. Giang Tuyết Nhung ok, cuối tuần nhá, cuối tuần thầy líp lớp 12 nhá. Nguyễn Văn An, cuối tuần để cho các em lớp 11 tí các bạn. Hiền Minh Lưu, thầy đã có từng thích ai chưa? Thì cái này thì thầy cũng không nhớ nổi. À nhầm, cái này thì thầy cũng không nhớ được. Hình như là chưa thích ai hay sao ấy. Ừ. Rồi, chào Lan Nhiên nhá. Mai Linh, líp lủng gì thì các em livestream live trước thì các em thả tim đi. 12, 11 thì khác gì nhau. Lớp 10 thì coi như là các bạn 2K6 xuất phát sớm đi, ok chưa? Nào, thế bây giờ các em học ở đây coi như năm sau các em thi lại thì cũng là được ôn rồi còn gì, đúng không? Khác gì nhau đâu. Thầy like này là một mục tiêu là trúng hai con chim mà. Thế bây giờ các bạn 2K6 thì bây giờ muốn xuất phát sớm thì cùng các bạn 2K7 thì chả học luôn thì còn gì nữa nhá. Đạo hàm trong sách giáo khoa lạ lắm mà không lạ đâu em ơi. Cái đạo hàm nó là cái kiến thức muôn thuở mấy nghìn à cả 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 gần nghìn năm nay rồi các bạn. Mấy thế kỷ rồi. Rồi để thầy xem nào, chào Lương Phương nhá, chào Đô La nhá, chào Trần Thanh Huyền, chào Đặng Nga nhá, chào Đỗ Ngọc Huyền Trang. Rồi thì bạn Đỗ Ngọc Huyền Trang thầy livestream ở trong nhóm luyện đề rồi, các em còn muốn gì nữa, khổ lắm nhờ các bạn này. Huy Phạm phát lại à, thế ban Huy Phạm luôn để cho biết này, cho biết là phát lại hay không này, đình chỉ 15 phút này thì phát lại này. Rồi Vi Nguyễn, thôi thầy dạy đi, không cần ai thích đâu, học sinh quý là được. Thực ra thì thầy quan điểm thầy cũng thế mà em, quan điểm thầy cũng thế thôi các bạn nhé. Chào Bùi Nhật nhá, chào Nguyễn Huyền Trang nhá. Vũ Duy Quang, bộ thầy muốn dạy lắm à. Ừ thầy muốn dạy mà em, thầy bị nghiện dạy. Thầy mà không dạy ấy là người thầy nó bị ngứa ngáy các em. Có dạng nào nâng cao xác suất không á? Có em. Các em cứ lên, các em học trong khóa học ấy, các em cứ vào khóa học mà học, các em đợi gì? Giang Tuyết Nhung bao giờ thì lấy vợ? À 10 năm nữa em nhá. Lớp 12 là clip ở trong nhóm mà, có clip ở ngoài page đâu. Cuối tuần mới clip ở page. Trong tuần nhá, lớp 12 trong tuần thì clip ở trong nhóm. Còn cuối tuần thì mới clip ngoài page nhá. Phải ưu tiên các bạn trong nhóm chứ. Ok. Chị Nguyễn, thầy vừa dạy xong ca trên lớp. Ừ, thì vẫn phải livestream thôi không các em. Tại vì phải livestream để còn lấy đề cho các em môn tập ấy. Tại vì năm nay lớp 11 nó nhiều đề quá, nó nhiều kiến thức quá. Bao giờ thầy ra khóa luyện đề cho 2K7 á? Cái này phải đợi đề minh họa đã em. Chưa có đề minh họa mà, chưa có đề minh họa thì làm sao được. Một khóa của thầy giá bao nhiêu á? Không bằng một lần em đi chơi với người yêu đâu em ơi. Chỉ bằng một nửa một lần em đi chơi với người yêu thôi. À sắp tới là thầy có một cái chương trình là đôi nào mà yêu nhau mà cùng đăng ký học thầy là thầy giảm cho mỗi người 10% ấy. Trong nhóm là thứ tư thứ sáu, là Phương Thảo ở trong nhóm. Tối thứ tư, tối thứ sáu ở trong nhóm. Chào Tống Văn Kim, chào Gia Linh nhé, chào Mai Nhi nhé. 2K7 xuất phát sớm đăng ký ở đâu à? Nhắn tin vào Facebook Chí của Nguyễn em, nhắn tin vào Facebook Chí của Nguyễn nhé. Giảng thêm về phần khoảng cách đường chéo á. Ui rồi ôi em, một số bạn ấy, các em cứ đợi cái gì nha. Một số bạn này, các bạn không phải đợi, các bạn vào thầy chí.net đi. Các em lên trang thầy chí.net và các em học luôn, không phải đợi cái gì cả nhá. Bạn lên trang thầy chí.net vào khóa học lớp 11, học đầy đủ cho thầy tất cả những cái gì các em sẽ thi nhá.
đường vuông góc và góc giữa đường và mặt các đầy đủ các loại góc, đầy đủ các loại khoảng cách, không thiếu một cái gì cả các em, không thiếu một cái gì, thể tích thể tổng này. Tất cả có trên trang thầychí.net phục vụ toàn bộ tất cả các học sinh trên cái trần đời này nhá, không phải yêu cầu thầy gì cả. Chào Nguyễn Như Phương nhá. Khánh Linh, sách của thầy chất lượng thật sự luôn á. Không biết đã làm được câu nào chưa hay là Khánh Linh này lại cầm sách về để gối đầu. Ngày xưa ấy có mấy anh chị, thầy còn nhớ cái đây mấy năm có mấy anh chị bị mất ngủ kinh niên ấy. Thế là có một cái chiều là cứ đầm đến giờ đi ngủ ấy là bắt đầu mở sách của thầy ra, mở sách của luyện đề ấy, xong mở video thầy chữa ra được 5 phút là lăn ra ngủ. Đấy, thế là có được bữa ngủ ngon được anh. Huyền Trâm, tội nghiệp thầy quá, thầy dạy vậy có xỉu không ạ? Cũng thỉnh thoảng cũng xỉu các bạn. Nguyễn Thanh Bình ôn 10 điểm. Ok, cố gắng 10 điểm nhá. Chào Hải Nam nhá. Rồi. Tuệ Nghi, nữ yêu nữ được giảm 10% không á? Không, nữ yêu nữ thì có mà tất cả các bạn nữ yêu nhau hết à? Nam yêu nữ các bạn, nam yêu nữ nhá. Rồi. Nguyễn Quang Phúc, nhả vía HSA 117 năm 2025. Sao lại 117 năm 2025? Năm nay mới 2024 mà nhỉ? Khóa 2, 205 chứ nhỉ? 117, ủa, 117 điểm à? 117 điểm HSA là cũng thuộc nhóm gọi là đầu óc là có đá đấy. Ngọc Ẩn, nghiện học toán thầy Trí học liên tục mấy tiếng. Ok nhá, Ngọc Ẩn này là xứng đáng là chủ tịch nước tương lai này. Các em cứ như bạn Ngọc Ẩn này thì chả mấy mà làm chủ tịch nước này. Ok, ai nữa nào? Trần Hoàng Sơn, thầy em lo cưới vợ đi thôi, chứ học với thầy mấy chục năm rồi mà thầy chưa lấy vợ à? Cái đấy thì cứ để từ từ chục năm nữa đấy em, thoải mái các bạn nha. À, bạn này khóa 204 à? Ok, bạn Quang Phúc, ở đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đây. Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu. HSA 117 điểm mà lại vận động hiến máu à? Mình làm gì nó phải to to một tí đó nhỉ? Vì Nguyễn thầy dạy đi để em ôn ké chuẩn bị thi đánh giá năng lực. Đúng rồi đấy, mình phải học cái này chứ. Thầy dạo này có đá banh nữa không á? Dạo này thầy đang phải nghỉ một tí. Nghỉ nghỉ đá banh một chút để tập trung vào học. Thầy líp ít quá tại vì thầy líp ở trong nhóm mà em. Khoa Nguyễn 2K9 đăng ký khoa học có trẻ em đăng ký đi. Thôi nói nhiều quá. Tôi nói luôn này, tất cả những cái ông cứ hỏi có nên có đăng ký không ấy thì đều là những ông lười học nhá. Cái đầu tiên để mà các em thể hiện cho xã hội, cho bố mẹ, cho ông trời, cho ông đất biết là em là người chăm học ấy, đó là em đăng ký đi, đăng ký học đi nhá. Cách đấy là cách đầu tiên và cách dễ nhất để thể hiện đấy, là mình là con ngoan trò giỏi. Các em lên thầychí.net nhắn tin cho thầy Chí Quốc Nguyễn rồi bảo đăng ký khóa học đi, thì như vậy cả làng cả nước đều biết em là người chăm học nhá. Chứ cần gì phải tỏ ra cái gì, đúng không? Ta không phải tỏ ra đăng ký học là biết. Đi ra đường mấy bà hàng xóm hỏi, tôi vừa đăng ký ở trên thầychí.net xong, các bà thấy sao? Thì cả xóm nó ra nó ngồi nó trải thảm đỏ đi cho mà đi nhá. Khánh Ngọc, em cứ nhắn tin vào đi các em, nhắn tin vào Facebook Chí Quốc Nguyễn đi các em. Đó. Nguyễn Quang Phúc này lại vào đây tìm người yêu đấy. Thằng này nó khoe nó được 117 điểm HSA xong rồi nó lại vào đây nó tìm người yêu đấy mà. Nó lạ gì mấy cái ông. Thề luôn nhé, cái hội sinh viên nam học sinh của thầy cứ ế ế một cái là vào đây là bắt đầu tăm tia các em thôi, là bắt đầu yêu thôi. Mấy đôi rồi, mấy đôi rồi. Cứ cái thằng nào già già đi học sinh viên là quay lại là tăm tia mấy em ở dưới này thôi. Không thì tôi mà gặp được tôi anh què chân à. Cứ từ từ nhá, đây là ôn tập thôi chứ phải là đề ôn đâu. Cái này ấy mới chỉ là ôn tập thôi, khi nào thì ra bộ đề ấy, bộ đề thì nó bắt đầu nó mới ôn sâu về vận dụng cao nữa. Thì cái này là nó chỉ là cái gọi là nhắc các em là có những kiến thức gì nhá, nhắc các em những kiến thức gì. Phương Linh thấy thầy dạy ok học thôi, thôi dạy đi nhỉ. Thôi học thôi, học thôi, học thôi. Các em đã nghe sự tích hồi thầy đi học là thầy, các bạn biết điều gì không? Hồi thầy đi học ấy là cứ khi nào có cái tiết nào mà thầy cô của thầy mà nói nhiều quá ấy, nói nhiều quá trước khi vào học ấy là thầy bảo là ui mấy ông à đâu nhầm mấy thầy cô này là toàn chiếm dụng thời gian của mình, và thầy đứng lên thầy phản đối luôn đấy. Thầy đứng lên thầy bảo là bây giờ một là thầy dạy nhá, trật tự và thầy dạy, hai là em đi ra ngoài thầy chọn đi,
Thế là thầy của thầy lại dạy luôn các bạn. Thế ngầu không? Ngầu nhất trường các bạn. Ok, thế thì bây giờ học thôi nhá. Thế thầy xin phép hỏi là những bạn nào ở đây đúng là sinh năm là đúng là lớp 11 nào? Ở đây những bạn nào đúng là lớp 11 thì các em comment cho thầy chữ em nào. Những ai ở đây đúng là học sinh lớp 11 thì các em comment cho thầy chữ em. Ok chưa? Ngọc Lan lớp 13 học quá muộn đó. Không em ơi, thoải mái đi, hôm nọ thầy còn nhận đăng ký của một bạn sinh năm 95 cơ mà. 95 bây giờ vẫn ôn thi đại học cơ mà. Ok rồi. Ok nhá, chào tất cả các em nhá. Chào tất cả các em nhá. Rồi, ok. Nhiều em quá nhỉ. Thế bạn nào ở đây mà vô tình học lớp 12 thì comment thầy chữ Anh cái này. Những bạn nào lớp 12 thì comment thầy chữ Anh cái nhá. Cho xôm xôm tí, phân loại học sinh tí nhá, phân loại học sinh chút. Nguyễn Quang Phúc em sắp lớp 15 mà. Rồi, hôm nay thực ra thì lúc nãy là thầy vừa mới kết thúc lớp 11 off của thầy đấy chứ. Thầy vừa mới nghỉ lớp 11 à, vừa mới tan ca lớp 11 off ấy, đói quá đã ăn cơm không? Mai thì thầy sẽ hôm nay thì cũng không kịp ăn cơm, cho nên là thầy đã mua một lọ khoai để ăn cho đỡ đói, để có sức livestream đến tận câu cuối. Cũng ngon phết các em. Ăn gì bổ nấy mà các em. Rồi, học bài không các em? Thầy có tưởng người nấu cơm không á? Thôi, ăn cơm gì? Thầy ăn khoai thôi. Ăn gì bổ nấy, tội chả tội gì về ăn cơm cả. Gì nhờ những ai mà các em đã rất là nóng lòng sẵn sàng để học buổi thứ hai rồi thì em comment thầy chữ sẵn sàng. Các em đã rất muốn bắt đầu, không không thể chịu được cái cảnh không học rồi thì các em comment thầy chữ bắt đầu. Và những ai mà các em ở nước ngoài xa xôi mà cũng muốn học cùng các bạn lớp 11 ở đây thì các em comment thấy start nhá. Và một cái thủ tục nữa đó là các em thả thầy cái trái tim vào cái comment thầy ghim nhá. Sao không hiểu hôm nay ngày hôm nay làm sao mà cái bình thường ở đây có mỗi một trái tim thôi mà hôm nay lại có cả mấy cái mặt cười với cả mặt ôm trái tim thế này. Các em thả cái trái tim để nó át đi hai cái màu vàng này nào các em. Thả cái trái tim để nó át đi hai cái màu vàng đi nhá. Ok. Rồi, thế thì trước khi thầy vào này thầy hỏi các em là các em đã học buổi 1 của thầy chưa nhỉ? Hôm nay là buổi 2 nhá. Thì các em đã học buổi 1 chưa? Cái gì? Nguyễn Thành Long, một là em out, hai là thầy trật tự á. Em out đi nhá, em out luôn đi em. Không phải cái gì cũng học được đâu các em. Cái gì nó là nguyên bản thì chỉ có nguyên bản mới làm được thôi. Rồi, chưa học thì các em nhớ là vào page rồi kéo xuống cái livestream gần nhất nhá. Livestream gần nhất chính là livestream buổi 1 nhá. Thế còn bây giờ thầy bắt đầu thôi. Thì để cho buổi ngày hôm nay được diễn ra một cách êm đẹp thì thầy cần các em thề. Tất cả những bạn đang xem livestream thì các em thề cho thầy một câu là nếu em biết đáp án thì em hãy comment nhá. Nếu em biết đáp án thì em hãy comment. Đấy, tại vì mỗi lần các em comment ấy là một lần em nhớ kiến thức. Còn em cứ im ỉm em xem ấy thì em sẽ không nhớ được cái gì đâu. Các em hiểu vấn đề không? Đây là khoa học đấy các em. Ngày xưa các nhà khoa học nát óc mới nghĩ ra cái cách học tập hiệu quả nhất đó chính là comment đáp án đấy. Và bạn nào comment nhiều, comment đúng thì thầy sẽ nhớ tên nhớ mặt, và cuối năm thì thầy sẽ cho các em một cái slot kết bạn với thầy đấy, một slot vô cùng quý giá, slot kết bạn trên Facebook. Bởi vì tất cả những người được kết bạn trên Facebook với thầy ấy, sau này thầy tổ chức đám cưới thì các em đều được mời nhá, đều được mời và có voucher 50% tiền phong bì đấy. Ok rồi. Nào, thôi, ta bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên đi các em. Hôm nay tiếp tục ôn lớp 11 nhá. Này, comment thì thầy thấy hết ở trên này rồi nhá. Các bạn đừng có nói linh tinh nhá. Nói linh tinh là thầy ban luôn đấy các bạn nhá. Lộc Nguyễn, em lo tập trung phát triển chứ chưa lo đến chuyện yêu đương á. Cũng không sao cả, thường mấy ông ấy thì mấy ông ấy hay nói như vậy. Lý do của mấy cái thằng không ai yêu ấy là cứ bảo lo tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng mà thực ra sự nghiệp của chúng nó cũng có phát triển đâu. Sự nghiệp chúng nó cũng lẹt đẹt. Đấy. Nhưng mà lại còn không có người yêu nữa. Cho nên là lý do lắm các em, lý do lắm. Nào, câu hỏi số 1 đi các bạn nhé. Đạo hàm của hàm số trên. Rồi, nhớ là đạo hàm sẽ là nội dung khá là chủ đạo trong lớp 11 cuối kỳ 2 nhá. X mũ 4 đạo hàm ra x mũ 3. Đúng không ạ? X mũ 4 đạo hàm ra 4x mũ 3.
Thầy kéo 2 xuống, 3 nhân 2 là 6, 6x. 5 đạo hàm, 5x đạo hàm là 5, 2017 đạo hàm là 0. 4x mũ 3 trừ 6x trừ 5. Như vậy câu 1 của thầy đáp án đúng là BAB. 1B đúng không các em? Rồi. Văn Tí nói nhỏ thôi thầy á. Ông cho âm lượng ông nhỏ đi chứ ông lại bắt tôi nói nhỏ. Tôi nói thế là rất nhỏ rồi. Ok Ngọc Ẩn, ok Tuấn Phạm, ok Dung Trần nhá. Ok Nguyễn Đức Tân, ok Nguyễn Thành Long. Ok Phương Linh, ok Minh Tân, ok Nhật Phi, ok Vũ Ngoan, ok Nguyễn Thi nhá. Câu hỏi số 2 nào. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai? Thì khẳng định sai, cốt đạo hàm ra trừ sin, đúng. Sin đạo hàm ra cốt, cũng đúng. Căn x đạo hàm ra 1 trên 2 căn x, đúng. Còn đáp án sai là đáp án D, 2D. Đấy, đã sai rồi, Trần Phạm Trà My này. Tên thì đẹp mà làm thì sai, không thể chấp nhận được. Hai đáp án là D mới là sai nhá, câu hỏi sai mà. Ok Ngọc Huyền, ok Phở Gà, ok Nguyễn Thị Huyền Nhi nhá. Ok Minh Tâm. Rồi. Ok Vy Nguyễn, tiếp tục câu 3 nào. Cho loga cơ số A của B 16, hỏi loga cơ số A của căn B. Ở đây căn B ấy, thì nó là B mũ 1 phần 2 đúng không ạ? Căn bậc 2 của B là B mũ 1 phần 2. Cầm 1 phần 2 kéo xuống là 1 phần 2 nhân với log A của B. Và log A của B thì bằng 10, 16, log A của B 16. Như vậy 1 phần 2 nhân 16 và 1 phần 2 nhân 16 là 8. D nhá. Ba đáp án là D đúng không? Em dùng công thức kéo mũ xuống là được. 1 phần 2 nhân log 3 của E. Rồi. 3D, ok Phan Thị Mai Nhi. Ok, chào Quỳnh Trang. Ok, Phan Văn Phúc Toàn. Ok, Hải Yến. À, Hải Yến sai bố rồi. Ok, Thùy Dung Chữ. Ok. Nào, câu 4. Hình chóp có diện tích mặt đáy là 3 bình và chiều cao bằng 2A, thể tích khối chóp. Các em học thể tích chưa? Thầy hỏi các em. Các em đã học thể tích của khối chóp chưa? Lớp 11 nào, các em đã học thể tích khối chóp chưa? Nếu chưa học ấy thì ngay lập tức, ngay bây giờ các em phải vào em học thể tích đây. Bài cuối cùng của lớp 11 đó là bài thể tích khối chóp nhá. Đây là thể tích khối chóp chứ không phải thể tích hình chóp đâu nhá. Thể tích khối chóp. Thể tích của khối chóp là 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Đó. Diện tích đáy là 3 bình, được chưa ạ? Nhân với chiều cao là 2A. 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao, 3A là hết. Như vậy đó là 2A mũ 3. B nhá, 4B. Giờ này mà còn chưa học thể tích thì là một con người rất là vô trách nhiệm với việc học nhá. Lên ngay thầy chỉ.net và làm ấy. Câu 5 nào. Rồi. Trong một trường học, chọn ngẫu nhiên một học sinh, xét hai biến cố sau. Biến cố M, học sinh đó bị cận. Biến cố N, học sinh đó giỏi môn toán. Nêu nội dung của biến cố MN. Thầy hỏi các em, MN là cách viết. À, MN đọc đủ ra là gì các em nhỉ? MN có thể đọc lại là gì? Đó là biến cố gì nhỉ? MN là biến cố gì của M và N? Biến cố giao, à giao giao đúng không ạ? Biến cố giao. Biến cố giao là biến cố cả hai đồng thời cùng xảy ra, cả hai cùng xảy ra đúng không? Cùng xảy ra. Có nghĩa là nó bạn ấy vừa bị cận lại còn vừa giỏi toán. Đấy, vừa bị cận lại vừa giỏi toán. Như vậy, đáp án đúng là đáp án C, học sinh đó vừa bị cận và vừa giỏi toán, tức là đồng thời cùng xảy ra, đúng không ạ? 5C, Nguyễn Đức Tân lại 5A thì các bạn. MN là giao, giao là cùng xảy ra, đồng thời cùng xảy ra, ok chưa? Rồi, MNC nhá. Ngọc Ẩn tốt, Quỳnh Anh tốt, Khôi Nguyễn tốt, Dung Trần tốt, Hải Yến, Ngô Thị Linh, Hạ Liên tốt. Câu 6 nào, đạo hàm của hàm số này, đây, câu này mà bạn nào mà có khi chữ làm học đạo hàm chưa? Nào, học câu 6 này. Loga cơ số A của U, đạo hàm là cái gì? Nào tôi hỏi, còn nhớ công thức không? Đạo hàm loga thì luôn phải nhớ là U phẩy trên U nhá. Đọc rất là vần, đọc theo thầy nào. Đạo hàm loga, U phẩy trên U nhân với loga nepe của cơ số A. Đấy. Tức là đạo hàm loga rất dễ nhớ thôi. Co cả cái này là U này. Thì như vậy đạo hàm đó là U phẩy chia U. Như vậy Y phẩy của thầy sẽ bằng, nào U phẩy, U ở đây là 3x cộng 1 không? 3x cộng 1 phẩy U phẩy chia U. Rồi. Nhân với loga nepe của 3. Đó. U phẩy chia U. U là cái lõi này này. 3x đạo hàm là 3. 1 đạo hàm là 0. Như vậy là 3 chia 3x cộng 1 nhân loga nepe của 3 ở dưới mẫu nhá. C. 6C nhá các em. Rồi Quỳnh Trang. Ok. Hùng Nguyễn, Hải Yến. Đấy. Công thức đạo hàm là công thức mà em phải thuộc. Nếu một người mà
trên 10, từ 17 tuổi trở lên mà không thuộc công thức đạo hàm thì người đó sẽ bị trục xuất khỏi đất nước Việt Nam nhé các bạn nha. Ok chưa? Chào Lương Phương, chào Quách Văn Bình nha. Câu 7, một tổ có 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh, tính xác suất 2 học sinh đều chọn là nữ. Ok. Như vậy là câu hỏi là tính xác suất. Vậy tính xác suất thì đầu tiên ấy là các em tính không gian mẫu. Lớp 12 thì ở trong nhóm ấy em, lớp 12 thầy luyện ở trong nhóm mà. Ngoài này cuối tuần thì mới luyện lớp 12, giữa tuần với đầu tuần thì luyện lớp 11 nhá. Không gian mẫu chọn 2 bạn, trong cả lớp mình có 10 bạn nhá, 7 nam và 3 nữ là 10 bạn. Chọn 2 bạn trong 10 bạn, được chưa? 10C2. 10C2 45 đúng không ạ? 45. Ok. Biến cố nào? Biến cố chọn được 2 học sinh nữ. Biến cố chọn được 2 học sinh nữ. 2 học sinh nữ thì là chọn 2 học sinh nữ, trong lớp có 3 học sinh nữ thôi. Chọn 2 trong 3. 3C2 bằng 3. Như vậy, xác suất để chọn ra một bạn nữ, chọn ra 2 bạn nữ là 3/45. Tối giản đi, 1/10, 15. Rồi. Như vậy câu 7 đáp án là B nhá. Ok Bùi Loan, ok Lê Văn Trường, ok Quách Bình, ok Minh Tâm. Trà Đào Cam Xả tốt. Phương Kiều trong nhóm em ơi. Nào câu 8, ai là người có thể đạo hàm được câu 8 này thì xứng đáng có 8 người yêu nhá. Những ai đạo hàm được câu 8 thì xứng đáng có 8 người yêu. Đạo hàm của hàm số y bằng căn của x bình trừ 5. Như vậy đây là đạo hàm của hàm chứa căn. Đạo hàm của căn U. Nào lớp mình còn nhớ đạo hàm của căn U đạo hàm là gì không? Người ta có một công thức từ thuở xa xưa. Căn U đạo hàm bằng U phẩy trên U. À nhầm, xin lỗi các bạn. Căn U đạo hàm bằng U phẩy trên 2 căn U. Rồi. Đạo hàm căn U là U phẩy trên 2 căn U với U là cái biểu thức bên trong căn đây này. Được chưa? Như vậy tôi thì suy ra. Nào. Y phẩy sẽ bằng căn U. Căn U ở đây là gì? U phẩy x bình trừ 5x. U phẩy chia 2 căn U. Đúng không? U phẩy chia 2 căn U. U đây là x bình trừ 5x. U phẩy trên 2 căn U. Và U phẩy ở đây là 2x trừ 5 nhá. X bình đạo hàm ra 2x này. 5x đạo hàm 5. Rồi. Đó. U phẩy. U là cái lõi trong căn trên 2 căn U. 2x trừ 5 trên 2 lần C. 8C đúng không? Rồi. Nào những ai ở đây có 8 người yêu nào comment thầy chữ em. Những bạn nào đủ 8 người yêu comment thầy chữ em nào, nhanh lên nào. Nào những ai có 8 người yêu nào. Ui toàn 8 người yêu cái này. Ui giời, Lê Văn Trường, Quỳnh Trang này, Vũ Ngoan. Đấy, học sinh thầy ấy có thể học không giỏi nhưng mà lại là nhiều người yêu nhất đúng không? Không có một học sinh nào nhiều người yêu bằng học sinh của thầy. Rồi. Ui nhiều bạn 8 người yêu đấy nhỉ. Câu hỏi số 9 nào. Hình nào sau đây không phải là một lăng trụ đứng? Nào bạn nào mà đúng câu 9 này, bạn nào mà đúng câu 9 thì thầy thưởng các em 900.000 nha. Bạn nào mà đúng câu 9 thầy tặng các bạn 900.000. Ok chưa? Nào câu 9 thầy đọc tên này. Nguyễn Đức Tân A, Lê Văn Trường D, Khánh My C. Nguyễn Đức Tân A, Vũ Hương C, Lê Văn Trường D. Rồi, úi xồi không phải lăng trụ đứng. Này, tôi xem để các em nhìn thấy học sinh như nào. Bạn thì A, bạn thì C, bạn thì D. Có ai B nốt vào đây không? Úi xồi, không học một cái gì cả. Thế nay thì cô nói đi học lớp 11. Các em có thấy xấu hổ không chứ? Hình nào không phải lăng trụ đứng? Đứng là dựng đứng lên ấy. Đấy, các em đã bắt đầu nhìn thấy cái gì nó dựng đứng lên chưa? Nhưng đây không phải lăng trụ đứng thì phải là hình hộp. Hình hộp là hình có các mặt là hình bình hành nhá. Hình hộp chữ nhật, các mặt là hình chữ nhật. Hình chữ nhật chả vuông chằn chặn để dựng đứng lên còn gì nữa. Lập phương, các mặt là hình vuông, dựng đứng. Lăng trụ đều cũng là lăng trụ đứng nhá. Lăng trụ đều cũng là lăng trụ đứng. Có đáy là đa giác đều nhá. Đáy là đa giác đều, ok chưa? Chỉ có hình hộp là không đứng thôi. Hình hộp, hình bình hành, nghiêng, 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 nghiêng. Đấy, hình hộp D. Học thế thì hỏng rồi nha. Rồi, Ngô Đức Thành. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, bạn nào đúng nhá thì các em
Nhớ lưu lại 900k này nhá. Hôm nào thầy mời các em đi đám cưới thì em mở ra thì thầy sẽ trừ cho 900k tiền phong bì nhá các em nhá. Ok. Câu 10 nào. Hình chóp đều là hình chóp có mặt bên là những cái gì? Nào, ai trả lời đúng câu 10 này tặng 1 triệu luôn các bạn nhá. Ai trả lời đúng câu 10 này tặng 1 triệu luôn. Nào câu 10. Hình chóp đều là hình chóp có mặt bên là gì? Nào, nào, hình chóp đều nào. À, ông nào biết nào? Thì thứ nhất, ông có biết hình chóp đều là hình chóp nào không? Thứ nhất là hình chóp có các cạnh bên bằng nhau, đúng chưa? Cạnh bên bằng nhau, chóp đều ấy. Thứ hai là đáy là đa giác đều nhá, đáy là đa giác đều. Như vậy thì với cái chi tiết là các cạnh bên bằng nhau, đây các cạnh bên bằng nhau. Thì ta thấy điều gì? Thì ta thấy rằng là đây SABCD chẳng hạn, thầy xin phép không vẽ nét đứt nha, tại vì hơi lâu. Thì các mặt bên nó chỉ là tam giác cân thôi, C nhá, vì SA bằng SB tam giác cân, SB bằng SC tam giác cân, SC bằng SD tam giác cân. Tam giác cân thôi nhá. 10 đáp án là C. Sẽ không biết cái gì cả, Lê Ngọc Anh với cả Peter Hải Bắc này. Đã Peter lại còn Hải Bắc. Đúng là lài nửa Việt nửa Âu. Nguyễn Quang Huy, ok, nợ Nguyễn Quang Huy 1 triệu 9 tiền phong bì nhá. Nhưng mà báo cho Nguyễn Quang Huy biết này này. Là ấy, đám cưới thầy nhá, đi tối thiểu 10 triệu các bạn nhá. Nào, câu hỏi 11. Trong lăng trụ đều khẳng định nào sai là sai. Nào, ai làm được câu 11 nữa nào? Ai làm được câu 11? Ừ. Khẳng định nào sai là sờ hay sai? Sai nào? Nhanh. Khánh Huyền toàn mời cưới á. Thầy trò quý nhau người ta mới mời cưới chứ. Ghét nhau thì có mấy ai mời cưới đúng không? Nào, khẳng định nào sai sai. Nào, lăng trụ đều là gì các em này? Nhớ này, lăng trụ đều ấy. Lăng trụ đều là lăng trụ thỏa mãn hai điều kiện sau. Thứ nhất là lăng trụ đứng đã. Lăng trụ đều là lăng trụ đứng. Ừ. Và thứ hai, đáy là đa giác đều. Đúng không? Đáy là đa giác đều. Ok. Lăng trụ đứng đáy là đa giác đều. Thế đáy là đa giác đều là khẳng định đúng. Nhưng mà người ta cần tìm mệnh đề sai mà. Được chưa? Ừ. Các mặt bên là hình chữ nhật. Đúng. Vì nó là lăng trụ đứng. Đứng mà các em. Đứng có nghĩa là nó vuông. Vuông chằn chạc đúng không? Đứng tức là vuông chằn chạc. Đây này các bạn này. Đấy. Thầy sẽ vẽ không viết, không vẽ nét đất nha. Ừ. Đứng là vuông chằn chạc. Thế như vậy hình chữ nhật là đúng rồi. Các bạn kê là các cạnh bên là các đường cao đúng vì cạnh bên vuông góc với đáy. Vậy hình bình hành mới là sai. Nó thẳng đứng như này nó phải là hình chữ nhật chứ các em, đúng không ạ? Nó là hình chữ nhật chứ không phải là bình hành được. D là đáp án sai nhá. Đó. Được chưa? Đấy thì thầy biết là nhiều bạn là các em ấy hay ấy lắm, hay không biết lý thuyết gì cả. Rồi, đến một câu tiếp theo. Câu này mà bạn nào làm đúng thì thầy phải nói là các em thuộc nhóm gọi là cụ tổ của đạo hàm luôn các em. Nha, cụ tổ đạo hàm thì sẽ đúng câu này. Nào, câu hỏi số 12. Đi tìm cụ tổ của đạo hàm. Nào, ai là cụ tổ đạo hàm? Trong 4 mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề là đúng? Nào, ta bắt đầu. Ta bắt đầu nha. Đáp án gì đây? Và vì sao? Và đó là những mệnh đề nào? Và đó là những mệnh đề nào? Nào, đố các bạn nào làm được câu 12 đây. Ừ. Mười hai nào. Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại x bằng x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó. Ừ. Nếu hàm số f(x), thế thì bây giờ để làm một câu này ấy, thì mọi người phải chú ý này. Đó là mình phải nhớ như sau. Đây, mình phải nhớ như sau mối quan hệ này. Đầu tiên ấy là hàm số xác định kiểu tồn tại ấy, hàm số xác định. Tức là ngày đầu tiên em học là học tìm điều kiện xác định đúng không? Tìm tập xác định này. Sau đó các em học đến hàm số liên tục. Đúng không ạ? Hàm số liên tục. Và cuối cùng thì các em mới học tới gì các em? Đạo gì các em? Đạo hàm. Đó, cuối cùng ta mới học tới đạo hàm. Được chưa? Và có thể sắp xếp theo thế này, sắp xếp theo thế này. Cái tập xác định này nó coi như là đệ tử đi, nó là đệ tử. Thì cái liên tục này chính là sư phụ. Đấy, tức là nó phải xác định đã thì nó mới liên tục. Và liên tục thì thằng này là cụ tổ.
Đấy, cụ tổ luôn. Cụ tổ tức là nó có hết mọi thứ luôn các em. Cụ tổ. Thế như vậy là cụ thể như sau này. Muốn liên tục thì đầu tiên xác định đã. Và muốn có đạo hàm thì phải là liên tục cái đã, hàm số liên tục cái đã, rồi mới bắt đầu mới nói đến đạo hàm. Đạo hàm là bậc cao nhất nhá. Có hai cái này mới có thằng này, được chưa? Một này, nếu Fx có đạo hàm thì liên tục chắc chắn rồi, nó đã lên chức cụ tổ đây này, nó đã lên chức cụ tổ thì đương nhiên là nó liên tục, như vậy khẳng định này đúng nhá. Có đạo hàm thì liên tục, đúng. Vì đã lên được đạo hàm, đã lên được chức cụ tổ thì nó đã phải qua ải sư phụ rồi. Đó. Tiếp, câu 2. Nếu Fx liên tục thì Fx có đạo hàm, chưa chắc. Câu này thì không đúng. Vì nếu Fx liên tục tức là Fx mới chỉ dừng ở mức sư phụ thì chưa chắc đã được làm cụ tổ nhá. Mới dừng ở mức sư phụ. Đây, nếu Fx liên tục thì chưa chắc đã có đạo hàm. Đấy. Tại sao thầy lại nói như vậy? Lấy một ví dụ này, thầy lấy ví dụ cho các em nhá, là tại sao lại như thế này, ví dụ cụ thể này. Các bạn có biết hàm số y bằng căn x không? Các bạn có biết hàm số y bằng căn x không? Nào. Căn x biết không? Thì các em thấy là thầy thay x bằng 0 vào đây ok đúng không? Ok, thay x bằng 0 vào thì ok. Tức là hàm số này vẫn xác định vẫn liên tục tại 0. Nhưng mà y phẩy này, căn x y phẩy là gì? 1 trên 2 căn x. Đấy, căn x đạo hàm 1 trên 2 căn x. Được chưa? Nhưng mà lúc này đạo làm gì có đạo hàm tại không, đúng không ạ? Thay đạo hàm vào không đây, không vào mẫu rồi chết luôn. Đấy, cho nên là tuy x bằng 0 thì ok, nhưng vào đạo hàm thì không được. Đấy, tức là liên tục thì ok nhưng chưa chắc đã đạo hàm, chưa chắc đã đạo hàm. Được chưa? Cho nên đáp án 2 này sai nhá. 3 này, nếu hàm số không liên tục thì chắc chắn không có đạo hàm. Câu này ok. Tức là không lên chức sư phụ ấy thì chắc chắn là không lên được chức cụ tổ, đúng không? Ông không làm được sư phụ thì ông không thể làm được cụ tổ. Đúng rồi, nếu không liên tục thì sẽ không có đạo hàm, đúng. Như vậy câu 3 đúng. Đấy. Và câu 4. Fx có đạo hàm khi Fx liên tục chưa chắc, tại vì sao? Khi và chỉ khi là chưa đúng, khi và chỉ khi là mũi tên hai chiều, các bạn nhớ khi và chỉ khi là suy hai chiều. Tức là Fx có đạo hàm thì liên tục thì ok. Nhưng Fx liên tục thì không suy ra chiều để có đạo hàm được, đúng không ạ? Đây, có đạo hàm thì ok nó liên tục, tại vì lên được cụ tổ thì ok là lên được sư phụ. Nhưng ở liên tục thì không thể về đạo hàm được. Đấy, cho nên là chưa 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 đúng lắm. Đấy, chưa đúng lắm. Cho nên có hai câu đúng là 1 và 3 nhá, 1 và 3. Đáp án là A nhá. Đáp án là A chứ các em. Hai câu đúng là câu 1 và câu 3 nhá. Câu 1 và câu 3 nhá. Đấy. Được chưa? Các em nhớ đấy, mức độ cao nhất muốn làm được thằng này thì phải có hai thằng này. Lên được đến đây chưa chắc đã lên được đến đây nhá. Ok, đấy. Thì bạn nào là những bạn nào là cụ tổ đạo hàm ấy nhỉ? Những bạn nào cụ tổ đạo hàm với các bạn nhỉ? Các bạn. Được chưa? Ok, rồi. Xin chào những cụ tổ đạo hàm nhá. Chào Ngô Thị Linh nhá. Tốt. Thôi 13 nào, các cụ tổ đạo hàm cho tôi cái này nào. Các cụ tổ đạo hàm luôn cho tôi cái này cả. Đấy. Câu này có mấy cách? Nào, câu này có mấy cách các bạn? Các bạn thích thầy dạy dạy câu này theo kiểu làm tự luận hay là làm bấm máy đây? Nào. Các cụ tổ đạo hàm cho thầy biết là các em muốn mình thầy giải câu này theo cách tự luận hay cách bấm máy nào? Ừ. Hay là cả hai? Nào, câu hỏi số 13, tự luận O bấm máy. Các bạn tự luận O bấm máy. Rồi. Rồi nhá. Thế bây giờ thầy sẽ tự luận trước cho các em nhá. Thầy tự luận trước trước cho các em này. Thì đầu tiên ấy, để tự luận ấy, thì người ta yêu cầu thầy tính F phẩy. Thì phải ghi nhớ được công thức đạo hàm của U trên V đúng không? U trên V đạo hàm. U phẩy V trừ UV phẩy chia V bình. Đó. U phẩy V trừ UV phẩy chia V bình. Rồi. Nào bắt đầu đạo hàm này. Như vậy f phẩy x sẽ bằng f phẩy x bằng u phẩy nào x mũ 3 phẩy đúng không ạ? U là tử đấy, u là trên tử, tử phẩy nhân mẫu. Đấy. Trừ đi tử số nhân với mẫu phẩy. Tử nhân với cả mẫu phẩy. Đó. Tử phẩy nhân mẫu. Trừ tử nhân mẫu phẩy chia cho mẫu bình. Rồi. Như vậy là f phẩy x sẽ bằng nào tử số này.
3x bình phương đúng không? X mũ 3 đó là 3x bình nhân với x trừ 1 trừ đi x mũ, trừ đi x mũ 3 đúng không ạ? Trừ đi x mũ 3 nhân x trừ 1 tất cả bình. Đó. Như vậy là bằng 3x mũ 3 trừ x mũ 3 là 2x mũ 3. 3x mũ 3 trừ 2x mũ 3 là 2x mũ 3. Đấy, 3x bình. Chuẩn chưa? Ừ. Thế rồi. Như vậy là f phẩy thôi, đúng không? Và bây giờ ta cho f phẩy bằng 0, đúng không ạ? Cho f phẩy bằng 0. Nào, f phẩy x bằng 0. Một phân số bằng 0 khi tử bằng 0 nhá. Khi tử bằng 0 các em. Như vậy là 2x mũ 3 trừ 3x bình bằng bằng 0. Như vậy ta có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng bao nhiêu nhỉ? 3/2 đúng không ạ? X bằng 0 x bằng 3/2. Ok chưa? Như vậy đáp án đúng là đáp án sở e C 13C nhé các em nhá. Ok Linh Linh, ok Ngọc Ẩn. Đó. Thì đấy là cách các em làm gì nhỉ? Các em làm tự gì? Tự luận đúng không ạ? Các em làm tự luận. Thế các em có thích bấm máy không nhỉ? Các em có thích bấm máy không? Bài này bấm máy có khi nhanh hơn đấy nhỉ? Bấm máy như nào ấy? Các em bấm máy như nào? Ui, bài này mà không biết bấm máy à? Đây, với những ai thuộc nhóm gọi là lười lười giải nhá. Nào, chúng ta bấm máy nhá. Với những ai thuộc nhóm lười giải nhá thì chúng ta bấm máy này. Đó là các em dùng chức năng d trên dx thôi, các em dùng chức năng d trên dx. Đó. Và thay giá trị x vào đây. Rồi. Thì muốn đạo hàm cái gì? Muốn đạo hàm fx đúng không? F phẩy là đạo hàm của fx, đúng chưa? Muốn đạo hàm fx thì em thay thầy fx vào đây, bạn gõ vào đây. Đấy. Sau đó thì bạn nhớ thầy là mình thử đáp án thôi. Mình sẽ thử đáp án để xem là gì nhỉ? Thử đáp án để xem là cái nào cho kết quả bằng 0. Đấy, cái nào cho kết quả bằng 0 là được, đúng không? Thầy thử này, các em nhé. Bấm này. D trên dx này, shift và nút này này. À, shift. Đây. Thầy nhập hàm số vào x mũ 3 chia x trừ 1. Ok. Bây giờ thầy thử đáp án A này. Thử đáp án A, thầy thấy sẽ thay x bằng 0 vào, thầy thay x bằng 0 vào nhá, thay x bằng 0 vào đuôi này. Nếu ra kết quả f phẩy bằng 0 là đúng này, x bằng 0. Và thầy thấy f phẩy bằng 0 đúng thật. Đây này, với x bằng 0, f phẩy bằng 0, như vậy 0 là nghiệm đúng này, x bằng 0 là nghiệm ok này. Đó. Tiếp theo thầy thử 2/3 này, thầy thử x bằng 2/3 này. 2/3, được chưa? Sai rồi, bằng 0 mới đúng cơ. Này, f phẩy phải bằng 0 mới đúng, như vậy 2/3 sai. Đó, như vậy A sai. Ừ. Tiếp theo thì thử trừ 2 phần 3 này. Thì thử trừ 2 phần 3. Đó, trừ 2 phần 3. Nó bằng đó. À. Ok, và ta thử 3 phần 2. Thử 3 phần 2. Ừ. Bằng 0. Đấy, các thấy không? Khi mà x bằng 3 phần 2 thay vào đây, f phải đúng bằng 0 thật. Cho nên là thầy có đáp án C. Đấy. Thì cách này thì thầy nghĩ là nó cũng sẽ nhanh hơn so với cách tính y phẩy thông thường ở bên dưới, đúng không ạ? Nhanh hơn với cách tính y phẩy thông thường ở bên dưới. Thì cái đấy các em có thể tự lựa chọn nhé, có thể cân nhắc. Mình cũng có thủ hai cách cho nó chắc, được chưa? Đấy, cách D trên D, ok không? Ừ. Rồi, tiếp 14 đi các em, 14 nào. Đấy thì thực ra đi thi ấy thì bao giờ mình để gọi là pro ấy thì mình cũng phải thủ sẵn cho mình nhiều cách để làm nhanh, đúng không? Khi mình làm đi phẩy khi không ra ấy. Đó. Rồi. Era vuông góc ở đáy nhá, era vuông góc ở đáy. Đó. Rồi. Era vuông đáy này, đáy hình vuông cạnh A. Era vuông góc ở đáy, era bằng 2A. Rồi, mệnh đề nào xoay là sai? Nào, các em trả lời đi. Mệnh đề nào xoay là sai? Nào. Câu đầu tiên nào các em.
Góc giữa SB và CD là SBA, đúng hay sai? Nào, đúng hay sai? SB và CD, SB đây này, SB này, CD này, đấy. Đúng hay sai? Đúng rồi, còn gì nữa? SB với CD mình đổi song song này, đổi CD thành AB này đúng không? Đổi CD thành AB này, đấy. Đúng không? Thế, như vậy đúng rồi còn gì nữa? Đúng không? Đấy. Ok. Như vậy A đúng nhá. Tiếp nào, tam giác FBD cân đúng hay sai nào? Tam giác FBD cân đúng hay sai? Đúng, bởi vì các em nối SBD vào mà xem thì thằng SB bằng SD đấy, vì cùng bằng Pythagore này các bạn này. SBD này, SB thì nó bằng SA bình cộng AB bình nhá, vuông ở A mà. Đúng không? Cái này bình cộng này bình là A căn 5, đúng chưa? A căn 5, đây bình cộng đây bình A căn 5. A căn 5. Đấy. Thế như vậy cân là đúng rồi, đúng không? Đúng. AC vuông góc với SD đúng hay sai? AC vuông góc với SD đúng hay sai? Đúng luôn này. AC vuông góc với SD bởi vì như sau này. Bạn có thể nhìn thấy được là AC nó vuông góc với AC vuông góc với SD à? Chưa đúng. Sai, đúng rồi, câu này sai. Đúng không? 14C sai, làm gì có cơ sở AC làm sao vuông góc với cả SD được, không có căn cứ nhá. Câu C này không có căn cứ nhá. D mới đúng, D đúng. Đây này. Câu này sai nhá. Không có căn cứ. Thằng D này đúng. BD vuông góc SC là đúng. Vì sao BD vuông góc SC? Vì sao BD vuông góc SC? Vì BD vuông góc với cả mặt phẳng SAC mà. Các bạn nhìn thấy đường BD nó vuông với cả mặt phẳng SAC không? Đấy. Vì BD vuông góc với cả AC là 1, do đấy là hình vuông. BD vuông góc với SA là 2, do SA vuông góc với đáy. Nên BD vuông góc với cả mặt phẳng SAC đúng. Và vuông góc SAC đương nhiên đấy, vuông góc SAC cái này đúng. Như vậy khẳng định sai phải là khẳng định C nhá. 14C các bạn ơi, 14 là C đấy. Đấy, cẩn thận chú ý nhá. Khẳng định sờ ai gì các em? Sờ ai sai, đúng chưa? Sai. Rồi, tiếp nào. Mấy cái tính đạo hàm theo định nghĩa nào? Số ra của hàm số, học đạo hàm theo định nghĩa chưa? Nào, học đạo hàm theo định nghĩa chưa? Học đạo hàm theo định nghĩa chưa nào? Nào, các bạn. Nếu ai chưa học đạo hàm theo định nghĩa, ngay lập tức vào chương đạo hàm đi nhá. Vào chương đạo hàm đi. Đấy. Đạo hàm theo định nghĩa nhá. Chưa học là nguy hiểm đấy. Thì trong cái bài đạo hàm theo định nghĩa ấy, thì các em nhớ là nó có cái khái niệm delta x với cả cái delta gì nhỉ? Delta y đúng không? Nó có delta x với delta y đây này. Các em có thể mở sách giáo khoa ra nhá. Đây, các em mở sách giáo khoa ra này. Thì cái số ra hàm số là delta gì các bạn? Nào, số ra hàm số là delta gì? Số ra của hàm số là delta gì các bạn? Delta y, có đúng không? Các em nhớ số ra biến số ra đối số là delta x. Nhưng mà số ra hàm số ấy là delta y. Được chưa? Thế như vậy là đây, các em nhìn đây này, thầy mở đây. Đấy, các em có thể vào phần đóng khung này, người ta có công thức tính delta y này. Delta y bằng f tại x0 cộng delta x trừ f x0, cái này đấy, lý thuyết thôi mà. Thì các em nhớ công thức thôi, tính theo định nghĩa các em nhớ công thức thôi. Delta y số ra hàm số f, được chưa? Thì chúng ta bê vào. Đây. Nó bằng f tại x0 cộng delta x trừ đi f tại x0. Nguyễn Khoa có em, đầy đủ hết rồi, lên thầy chi.net mà học thôi. Nhá, delta y số ra hàm số đấy. Mà x0 bằng mấy? X0 bằng 1, delta x bằng 1. Như vậy f là 1 cộng 1 này các em. X0 bằng 1, delta bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Trừ đi f tại x0 là f tại 1. Đúng không ạ? F tại 2 trừ f tại 1. Đấy. Ok. Ok, và f tại 2 này, f tại 2 thì vào đây. 2 mũ 2, đấy, đây là fx không? Thì f tại 2 này. 2 mũ 2 3x trừ 1. Đó, k này. X bằng 2. 9, đúng không ạ? 9. Trừ đi f tại 1, thay 1 vào đây, thay 1 vào đây. Đấy, k này, x bằng 1 vào này. 3 nhá, 3. Ra, 9 trừ 3, 6. Đấy, thì cái này mình phải nhớ công thức thôi các em. Số ra hàm số delta y, đúng không ạ? F tại cái này trừ f tại cái kia. Ok. Đấy. Thì biết làm thế nào, đúng không? Thuộc công thức thôi. Rồi, thì đấy là một nhá.
Đó là số ra hàm số. Bạn học trong bài định nghĩa của đạo hàm nhá. Ai chưa học thì học đi. Không đến khi người ta hỏi delta x, delta y là toang đấy. Ok, 16 nào. Lại tính đạo hàm theo định nghĩa tiếp. Nào, 16. Các bạn làm bài cho thầy em ạ. 16 đây. Còn nhớ công thức không? Ăn tí khoai cho bổ khoai nào. Nào, tính đạo hàm tại không, đây là bài gì đây? Tính đạo hàm tại một điểm theo gì các em? Theo định nghĩa, mở sách giáo khoa này các bạn này. Bạn mở sách giáo khoa này, đấy. Đây, tính đạo hàm tại một điểm, đúng không? Mình dùng lim, đây các em nhìn này này. F phẩy tại x0 bằng lim, dùng giới hạn để tính, nếu tính theo định nghĩa nhá. Lim của fx trừ fx0 trên x trừ x0. Đấy, thì cái này mình phải nhớ thôi, đúng không? Tính F phẩy. Nào, bây giờ họ yêu cầu mình tính F phẩy tại 0, đúng không? Đấy, thầy viết lại công thức nhá. F phẩy tại x0 này thì bằng lim đã. Lim của fx, múc 3 múc biết cái gì à Ngô Thị Linh. Fx trừ đi fx0 chia x trừ x0. Tại vì một số bạn hay là kiểu nó thế nào nhỉ? Các em hay bỏ qua cái bài này ấy, cho nên là mọi người rất là hay quên. Thế vì vậy là mọi người chú ý nhớ cho thầy nhá. Nào, thế bây giờ dựa vào công thức trên thì chúng ta bắt đầu cùng thay nào. Đây, dựa vào công thức gốc này, chúng ta cùng thay. Họ yêu cầu gì? Họ yêu cầu tính đạo hàm tại không, đúng không? Đấy, đạo hàm tại không sẽ bằng lim này. Nào, lim này. Fx đúng không? Fx. Fx thì vẫn là fx thôi, trừ đi x bằng 0 không? X bằng 0 này, trừ đi f0 chia x trừ 0 khi x tiến tới 0. Đúng chưa? Thấy không bằng 0 thôi. Rồi bằng lim của nào fx này, fx đây, đây chính là fx này các em. Lim của 3 trừ đi căn của 4 trừ x, fx đó. Trừ đi f0, trừ đi f0 nhá, f0 là bằng 1 này các em. Khi x bằng 0 fx bằng 1 mà. Bạn thấy không? Khi x bằng 0 fx bằng 1 trừ đi 1. Đấy, đó chính là cái f0 đấy nhá. Được chưa? Chia x trừ 0 là chia x. Khi x tiến tới 0. Đó. Như vậy là mình chuyển đổi đạo hàm thành lim, đúng không ạ? Chuyển đổi đạo hàm thành lim. Và các em bấm máy tính thôi nhá, các em bấm máy tính ra. À, đã biết bấm máy tính lim chưa đấy? Học chương giới hạn từ đầu học kỳ 1 mà đã biết bấm máy tính giới hạn chưa đấy? Này, 3 trừ đi căn của 4 trừ x trừ đi 1 chia x, đúng không? Và ta can nhá. Này, x tiến đến 0 này, can này. 0 cộng 0,0000001, đúng không? Bấm lim ấy. Lim một chậu bấm 1/4 đúng không ạ? 16 đấy, lim bằng 1/4 đó. Như vậy kết quả đạo hàm 1/4 đó là tính theo định nghĩa. Đấy, các em phải nhớ. Thật ra cái phần lim này ấy, thì mọi người có thể dùng máy tính bấm được, nhưng phần đạo hàm thì em phải nhớ công thức thôi. Đạo hàm tại một điểm được tính theo lim fx trừ fx0 trên x trừ y0. Đấy. Không biết là phí lắm nhá, không biết là cũng hơi 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 căng đấy. Được chưa? Rồi, 16 đáp án là ok nhá. Nào, tiếp đi các em. Xong câu 16 chưa? Thầy nói đây là để cho những ai các em chưa học về đạo hàm tại chưa học đạo hàm theo định nghĩa thì em lên thầychi.net em học ngay cho tôi nhá. Em học ngay cho tôi. Ok. 17 đi các em ơi. 17 đi nào. Cùng nhau làm 17 đi ạ. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Rồi, vuông cân tại B. Vuông cân tại B. Cứ đáy cái đã nhá, vuông cân SA vuông góc phải đáy, rồi SA vuông góc phải đáy. Biết rằng SA bằng A căn 3, biết rằng SA bằng A căn 3. AC bằng A căn 2, AC bằng A căn 2.
Rồi, số đo góc giữa, ok, và đấy là tam giác vuông cân tại B nhá, vuông cân tại B. Nào, làm đây, làm đây, làm đây, làm đây, làm đây. Chụp chiếc cái gì? Nào, góc, đầu tiên góc đấy là góc gì đã? Đầu tiên góc đó là góc gì đã? Thế bây giờ góc giữa SBC, các em đã học bài góc giữa hai mặt phẳng chưa nhỉ? Góc giữa hai mặt phẳng nào, còn nhớ cái quy trình xác định góc không? Các em còn nhớ quy trình xác định góc không? Thầy hỏi. 4 bước. Bước 1 tìm giao tuyến, đúng không ạ? Bước 1 tìm giao tuyến. Nào, SBC, ABC, giao tuyến là BC. Ok, bước 1 tìm giao tuyến. Bước 2. Bước 2 là gì? Từ trên đỉnh giao tuyến BC này, từ trên đỉnh S dựng một đường vuông đáy. Từ S mà dựng vuông góc phải đáy là SA. SA vuông góc phải đáy, được chưa? Bước 2. Bước 3. Sau khi dựng từ S xuống A, tiếp tục từ A hạ vuông góc xuống giao tuyến, đúng không? Tiếp tục từ A kẻ vuông xuống giao tuyến. Từ A mà kẻ vuông xuống giao tuyến là AB nhá, giao tuyến BC mà là AB. AB vuông góc với BC. Đó, AB vuông góc với BC. Đó. Và đúng không? Như vậy nối lên thì góc cần tìm đây, S xuống A, A xuống B, B nối lên S, góc cần tìm là góc SBA. Đấy, thầy dừng dừng để cho các em có thể tự mình nhìn ra được cái góc đó SBA nhá. Rồi, như vậy là thầy đã xác định được cái góc mà em cần tính là góc SBA. Được chưa? Thế còn bây giờ để tính, đúng không? Bây giờ để tính thì để tính cái góc SBA này, để tính cái góc SBA này thì các bạn tính như nào? Thì muốn tính một góc, người ta luôn phải tính hai cạnh. Thì trong cái tam giác chứa SBA là tam giác SAB này, nó đã có một cạnh rồi, vậy thầy tính nốt cạnh AB thôi. Để tính cạnh AB thì thầy phải nhớ được một cái truyền thuyết là gì? Trong tam giác vuông cân, trong tam giác vuông cân thì cạnh góc vuông bằng cạnh huyền chia căn 2, đúng không ạ? Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền chia căn 2. Đây, trong tam giác vuông cân, cạnh góc vuông bằng cạnh huyền chia căn 2. Các bạn có biết cái truyền thuyết đấy không? Trong tam giác vuông cân thì cái cạnh góc vuông ấy, cạnh góc vuông bằng cái cạnh huyền chia căn 2. Đó. Không biết thì bây giờ biết đi nhá. Học thánh gióng mà lại không biết tam giác vuông cân thì học. Như vậy đó là A căn 2 chia căn 2 là bằng A. Rồi, như vậy là bằng A. Và từ đó thì chúng ta tính được góc SBA bằng công thức tang, đúng không ạ? Đối và kề mà, đối diện và kề, tang. Trong tam giác vuông SAB ta có tang của góc B bằng đối chia kề là SA chia AB. Đối chia kề là SA chia AB. SA là bằng A căn 3, chia AB là chia A. Như vậy nó bằng căn căn 3. Như vậy tang góc B bằng căn 3. Tang bằng căn 3 thì đó chỉ là 60 độ thôi, đúng không ạ? Tang 60 bằng căn 3, hoặc bạn bấm xít tang căn 3 ra. Xít tang của căn 3. Đó. Xít tang chứ chưa xít tang của căn 3. 60 độ. Đấy, như vậy đó là B nhá, 17B. Ok Lê Thị Mai Trang, ok Phan Thị Mai Nhi nhá. Mấy bạn này tên kêu quá. Đấy là góc giữa hai mặt phẳng. Tiếp, 18 nào. 18 nào. Cho hàm số y bằng tan x tính biểu thức trên, tính biểu thức trên. Rồi. Câu này tự luận hay bấm máy? Nào, câu này tự luận hay bấm máy các em? Nào thầy hỏi các em, câu này các em thích làm tự luận hay các em thích làm bấm máy nào? Trả lời, trả lời, trả lời. Tự luận hay bấm máy nhỉ? Thích làm cái gì? Lại tự luận à? Sao các em cứ thích làm tự luận đấy nhở? Bài nào hỏi các em cũng thích làm tự luận đấy nhở? Sao các em bị làm sao đấy nhở? Nhưng mà thôi, thầy cũng sẽ chiều các em nhá. Nhưng vì các bài kia ấy thì mình đã làm tự luận nhiều rồi. Bây giờ bài này mình thử bấm trước đi, mình thử bấm trước nhá, tự sau nhá. Mấy bài trên kia mình đã tự trước rồi rồi mới bấm sau. Còn bài này thì mình bấm trước tự sau đi. Thì bạn thấy y phẩy đúng không? Thì mình lại d trên dx thôi. Nào, chọn một giá trị x mà các em thích, chọn một giá trị x mà em thích. Cái này lượng giác đúng không? Lượng giác thì tôi chọn thành pi đi. Tôi thích là pi trên 4 đi. Rồi thì pi trên gì? Pi trên 6 đi. Chả vì sao mà tôi thích kìa. Bạn thích thì pi trên 6 9 được, pi trên 9 được, thoải mái. Thầy thích số pi trên 6, thầy thấy lượng giác. Nhưng mà nhớ phải đổi radian nhá. Nhớ đổi radian đấy.
Đấy. Pi mà có pi radian. Rồi, y phẩy. Nào, thế bây giờ biểu thức m này, y phẩy thì thầy dùng d trên dx đúng không? Y phẩy d trên dx và thầy thay x bằng pi trên 6 vào đây. Đó là cái này này. Trừ đi. Tang của pi trên 6 tất cả bình đúng không? Tang bình và trừ đi 1. Rồi, ta thử xem nào. Bấm này. Y phẩy nhá, d trên dx này, một lần nữa lại dùng d trên dx để tính y phẩy của tang x được chưa? Thầy thay pi trên 6 vào đây nhá. Pi trên 6, ok. Trừ đi. Đây, thầy thay y đây nhá. Thấy bằng pi trên 6 vào đây không? Tang pi trên 6 bình tang của pi trên 6 bình ở ngoài nhá. Rồi trừ đi 1. Trừ đi 1. Bằng. Rồi, con số này báo hiệu cái gì? 10 mũ âm 12 là gì có biết không? 10 mũ âm 12 là 0,0000000 mười mấy số 0 ấy. Các bạn biết không? Mười mấy số 0 tức là nó là số 0 đấy, nó xấp xỉ 0. Các em học bấm lim của thầy rồi biết 10 mũ âm này là xấp xỉ 0 nhá. 0,0 đây này, ví dụ các em bấm 10 mũ âm 2 này, các bạn bấm 10 mũ âm 2 này. Đây không? Nó là 0,01, hai số 0. Thì 10 mũ âm 12 các em đếm được là 12 số 0 luôn. Thì như vậy 0,0000 thì xấp xỉ 0. Như vậy 18 đoán là C. Đấy. Thì nếu các bạn bấm thì các bạn làm như vậy. Đúng không? Tức là những ai mà chót là quên công thức đạo hàm thì em có thể bấm bằng D trên DX. Đó. Ok chưa? Thế còn đương nhiên là khi mình đã thuộc công thức đạo hàm thì mình đạo hàm đi nhá. Ở đây ấy. Hết pin rồi. Bút hết pin rồi. Bút hết pin rồi. Bấm máy nhiều quá nên bút nó hết pin rồi này. Sao ấy nhỉ? Rồi. Ở đây các bạn có bút ai hết mực giống bút thầy không? Này, bút hết mực ở đây. Nhiều bạn ở đây khi bút hết mực. Nào, y phẩy nhá. Y phẩy thì bằng tang đạo hàm là 1 trên cốt bình nhá các em. Y phẩy đạo hàm 1 trên cốt bình. Đúng chưa? Thế như vậy biểu thức m này sẽ bằng y phẩy 1 trên cốt bình hết mực. Cái này hết pin hay sao ấy? Từ từ để thầy xem lại đã. Ui dồi ôi, 0% pin các bạn ạ, 0% pin, bảo sao? Rồi, trong lúc đấy thì thầy viết giấy nhá các em nhá. Rồi, trong lúc đấy thầy viết giấy nhá. Bảo sao đâu, đợi tí đang sạc. Sạc pin một tí nhá, viết giấy đi, cho nó thư giãn. Như vậy biểu thức M sẽ bằng này. Y phẩy này, 1 trên cốt bình trừ y bình là trừ tang bình x, đúng không? Trừ tang bình x và trừ 1. Đấy. Ok. Thế thì mà em biết đấy, 1 trên cốt bình này là tang bình cộng 1. Các bạn đã nghe thấy cái công thức đấy chưa? 1 trên cốt bình là tang bình cộng 1. Trừ đi mở ngoặc ra là tang bình cộng 1. Đấy, đóng ngoặc vào. Như vậy tang bình cộng 1 trừ tang bình là 0. Tức là nếu bạn đã biết công thức rồi ấy, thì em khoanh 0 rất là nhanh, đúng không ạ? Bạn biết công thức rồi thì bạn khoanh 0 rất là nhanh. Còn nếu bạn chưa biết cơ thì mình có thể dùng bấm máy nhá. Mình dùng bấm máy cho thầy. Rồi mai thì mua 5 cái bút mới viết cho nó thích. Ok không? Nào. Cụ tổ của hình không gian đâu rồi? Cho tôi tìm hiểu đâu là cụ tổ của hình không gian với câu hỏi số 19. Nào, 19. Ai mà trả lời đúng câu 19 này thì sẽ xứng đáng làm cụ tổ của hình không gian. Khi nào thầy mới chữa đề thi thử lần 1 á? Đề thi thử lần 1 nào em? Quang cảnh bạn mơ ngủ ở đâu đấy? Nào câu 19. Nào đọc đây, khẳng định A đúng hay sai nào? Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt này sẽ vuông góc với mặt kia. A đúng hay A sai? Nào, hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt này cũng sẽ vuông góc với mặt kia. Mọi đường thì nghe đã thấy gì rồi các em? Nghe đã thấy sai rồi đúng không? Mọi đường thì là vô lý. Đây, hai mặt rồi. Đây. Hai mặt vuông góc với nhau nhá, mà bảo là mọi đường thì là vô lý. Đây, thầy vẽ cho các em hai cái mặt vuông góc với nhau để các em coi nha. Đây. Ví dụ mặt P vuông góc với mặt Q như thế này. Mà bảo mọi đường là linh tinh, thế bây giờ tôi bảo có đường này hay sao? Đường này nằm trong mặt P, có vuông góc với thằng Q không? Vuông làm sao được với thằng Q, đúng không ạ? Sai bét. Được chưa? Sai. Rồi, tiếp đi. B. Hai mặt phẳng phân biệt
cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau. B đúng hay sai? Câu này nghe đã thấy sai rồi. Hai thằng cùng vuông góc mà lại vuông góc với nhau thì nghe là nghe đã thấy dở rồi, đúng không ạ? Đây, hai thằng cùng vuông góc thì bây giờ có một thằng nữa, thằng P vuông góc với thằng Q. Có một thằng nữa ở đây, có một thằng alpha cũng vuông góc với thằng Q. Này, cũng vuông góc với thằng Q. Thế này, thế chả lẽ lại bảo thằng P với thằng alpha vuông góc với nhau, đúng không ạ? Lại bảo thằng P với thằng alpha vuông góc với nhau. À, làm sao được? Trông như này mà bảo vuông góc không được. Sai tiếp. Đúng không ạ? Sai tiếp. Rồi. C. Nào, C đúng hay sai theo các em? C đúng hay sai? C đúng hay sai nào? Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thì song song với nhau. C đúng hay sai theo các em? C đúng hay sai? Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng. Câu này sai. Sai là như này này. Các em còn nhớ cái hình chóp SABC không? Đây. Nó có thể cắt nhau chứ, nó vẫn có thể cắt nhau nhá. Không phải song song, nó vẫn có thể cắt nhau. Các em còn nhớ cái hình chóp SABCD không? Này, các em còn nhớ cái hình chóp SABCD. Có SA vuông góc với đáy. Thì chỉ cần SA vuông góc với đáy thôi, chỉ cần SA vuông góc với đáy thôi ấy, thì SAB và SAD cùng vuông với đáy. Đây. SAB, SA vuông góc với đáy thì SAB cũng vuông với đáy. SA vuông góc với cả đáy thì SAD cũng vuông với đáy. Nhưng SAB với SAD đâu có song song, mà nó chúng nó còn giao nhau bởi SA này. Cho nên bảo song song là cũng sai, đúng không? Sai. Được chưa? Như vậy đáp án đúng là D. Cái này tính chất này quá là gì? Quá là quen thuộc. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau, nếu vuông góc với giao tuyến thì sẽ vuông góc với mặt kia. Đây là tính chất rất là quen thuộc, đúng không ạ? Rất là quen thuộc. Hai mặt vuông góc với nhau thì nếu có một thằng vuông vào giao tuyến thì sẽ vuông với thằng kia. Đấy, cái đây, câu D này chắc là rất nổi tiếng rồi, thì các em biết rồi. 19 D nhá. Ok. Rồi, tiếp nào, câu 20 dành cho những nhà xác suất học nào. Các nhà xác suất học trả lời cho thầy biết câu 20 đáp án là cái gì đây? Nào, câu 20 nhá. Gọi biến cố A. Biến cố A là lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm. Ở đây đã có ai có lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm chưa? Biến cố B lần 2 xuất hiện mặt 6 chấm. Rồi, lần 2 xuất hiện mặt 6 chấm. Chọn khẳng định sai nhá. Chọn khẳng định sai nhá. Nhớ là khẳng định sai đấy. A và B là hai biến cố độc lập. Khẳng định này đúng hay sai? Chẳng khẳng định sai nhá. Độc lập đúng hay sai? Đúng. Thế nào là độc lập? Độc lập là chả liên quan, chả ảnh hưởng gì nhau cả. Thế bây giờ em gieo xúc giác 2 lần thì lần 1 được 6 chấm, nó ảnh hưởng quái đến lần 2 được 6 chấm đâu, vì 2 lần là 2 lần hoàn toàn độc lập với nhau mà. Lần 1 được 6 chấm thì xác suất lần 2 được 6 chấm nó vẫn vậy. Nó chả ảnh hưởng gì vì mình gieo 2 lần liên 2 lần độc lập mà. Như vậy, độc lập là đúng. Tiếp theo, A giao B là biến cố tổng số chấm xuất hiện là 12, đúng hay sai? Đúng. Vì lần 1 được 6, A giao B là cả hai cùng đồng thời, đúng không? Đồng thời cùng xảy ra, A giao B là cùng xảy ra. Thì lần 1 được 6 chấm, lần 2 được 6 chấm thì cùng xảy ra thì là 6 cộng 6 là 12 là đúng rồi. Đây là khẳng định đúng. Nha. A hợp B ít nhất một lần xuất hiện, đúng. A hợp B thì còn có một tên gọi khác là ít nhất 1, cái này thầy đã dạy các em ở trong bài quy tắc cộng xác suất rồi. A hợp B người ta rất hay mô tả nhá, biến cố A hợp B người ta rất hay mô tả bằng biến cố là ít nhất một lần xuất hiện. Đúng. Đó. Tức là hoặc là lần này hoặc lần kia hoặc cả hai. Rồi. Và câu D, A và B biến cố xung khắc. Câu này sai. Tại sao sai? Nào giải thích tại sao sai. Tại sao lần 1 6 chấm và lần 2 xuất hiện 6 chấm lại là không phải là xung khắc? Người ta nói biến cố xung khắc là sai. Vì sao? Bởi vì xung khắc ấy là không có cái phần tử nào chung cả, đúng không? Hai biến cố xung khắc là không có giao nhau. Giao nhau là rỗng, tức là không có phần chung. Thế biến cố A này này, biến cố A lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm,
Tức là biến cố A có thể là những cái gì? Lần đầu xuất hiện bằng 6 chấm có thể là 61, 62, 63, 64, 65, 66. Đó là biến cố A. Biến cố B, lần 2 xuất hiện mặt 6 chấm, lần 2 xuất hiện mặt 6 chấm thì có thể là 16, lần 2 nhá, 26, 36, 46, 56 và 66. Như vậy là ở trong cả hai biến cố này có chung một thằng là thằng 66 thì không thể gọi là xung khắc được. Nó không thể gọi là xung khắc được nhá. Tại vì chung thằng 66 là có phần giao rồi, giao nhau là 66 cho nên là không thể xung khắc được. Như vậy khẳng định sai ấy. Khẳng định sai phải là khẳng định gì các bạn? Khẳng định D, nó xung khắc là sai. Nó chung nhau bằng 66 làm sao mà xung khắc được. Đó. Nhá, độc lập là đúng rồi, nhưng mà xung khắc là sai. Cứ đặt nhầm với cả độc lập xung khắc nhá. Ok, 20. Nhá, hiểu chưa? Lại còn không hiểu thì chết. 21 đây, 21 ạ. Nào, không làm được câu 21 này tôi bảo. 21 nào. Cho hàm số trên tổng các giá trị nguyên của M để phương trình y phải bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Như vậy tìm M, câu hỏi là tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đó. Thế như vậy là bây giờ tính y phẩy đã nhỉ? Em đã học cách y phẩy có tham số chưa đấy? Tôi hỏi các em này, các em đã học y phẩy có tham số chưa? Tôi hỏi các em nào, các em đã học y phẩy có tham số chưa? Đào hàm đây. 3 kéo xuống này, x bình phương trừ đi 2 lần m trừ 1x. Cộng với cả thằng này đạo hàm 2m bình cộng m trừ 3 và cho y phải bằng 0. À, y phải bằng 0. Đấy, phương trình y phải bằng 0 mà. Thế thì để phương trình này có hai nghiệm phân biệt, đây là một phương trình bậc mấy các em nhỉ? Đây là một phương trình bậc 2. Và để một phương trình bậc 2 có hai nghiệm thì điều kiện là gì? Để một phương trình bậc 2 có hai nghiệm là delta phải lớn hơn 0. Thế thôi. Tại vì hệ số A đã khác 0 rồi nhá. Hệ số A khác 0 rồi thì phương trình bậc 2 có hai nghiệm delta dương. Delta được tính bởi công thức B bình trừ 4AC, B bình phương này, hay là B đúng không? B bình phương trừ đi 4 lần AC, 4 lần AC. Đó, lớn hơn 0. B bình trừ 4AC. Và ta nhân ra này, 4 này, M bình phương trừ 2M cộng 1 trừ đi 8M bình phương trừ 4M cộng 10 2 lớn hơn 0. Như vậy nhân tóe nè, tóe loe nè. 4m bình trừ 8m bình là trừ 4m bình. Trừ 8m mà trừ đi là trừ 12m. Cộng 16 lớn hơn 0. Đó. Đó. Bấm máy tính bấm phương trình đây. Bấm phương trình là bấm cái gì nhỉ? Đây. Trừ 4, trừ 12, 16. Như vậy là ra M chạy lớn hơn âm 4 và nhỏ hơn 1 nhé. Lớn hơn âm 4, nhỏ hơn 1. M bằng âm 3, âm 2, âm 1, 0. Đúng không ạ? Âm 3, 2, 1, 0. Và em cộng lại đi. Bạn cộng lại tổng các giá trị nhé. Âm 3 cộng âm 2 cộng âm 1 cộng 0. Âm 6 các bạn ạ. Âm 6 đấy. Rồi đáp án C nhá. Tổng các giá trị là thế. Được chưa?
Rồi, tôi tiếp tục với nhỉ. Xong chưa? Xin lỗi các bạn, thầy chat chít nhá. Rồi. Câu 22 nào, xác suất tí đê, xác suất tí đê. Cho thầy xin 1 phút nhé. À thầy xin 30 giây nhé. Khóa 2K7 á. Rồi. Nào, coi ai đi. Một khu phố có 50 hộ gia đình, 50 nghe đây là thầy không dân mẫu rồi, đúng không ạ? Tổng cộng 50. Trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó cả mèo. Như vậy đọc thôi là biết bài này là thuộc công thức cộng xác suất rồi, tại vì có cái chi tiết là cả hộ nuôi cả chó cả mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ này, tính xác suất để hộ đó không nuôi cả chó cả mèo. Đấy. Thế như vậy là bài toán là yêu cầu tính xác suất không nuôi cả chó cả mèo. Tuy nhiên là khi mà mình đọc cái câu này ấy, mình đọc cái câu này này, mấy cái bài nuôi chó riêng, nuôi mèo này và nuôi cả chó cả mèo thì phải nhớ đến công thức cộng xác suất, đúng không ạ? Các em phải nhớ đến là nhớ đến công thức cộng xác suất. Nhớ công thức cộng xác suất. Cụ thể ở đây là gì? Công thức tổng quát này. P của A hợp B thì bằng xác suất của biến cố A. Biến cố A là biến cố gọi là lấy được hộ nuôi chó đi. Cộng xác suất của biến cố B trừ đi xác suất của A giao B, tức là nuôi cả chó lẫn mèo. Đó. Thì tên của nó là gì? Tên ở đây là gì? Các em phải nhớ này, phải nhớ cái tên của biến cố ấy. A hợp B có nghĩa là gì? A hợp B có nghĩa là ít nhất nuôi hoặc A hoặc B, đúng không ạ? Ít nhất A hoặc B. Hợp đi với hoặc mà, đúng không? Hợp thì thường đi mô tả bằng hoặc. Cái này là A, cái này là B, thôi rồi A, B thì khỏi nói. Còn cái này là cùng A và B, đúng không ạ? A và B cùng xảy ra. Đấy, tên nó là thế. Được chưa? Thế thì ở đây các em thấy là cái bài tập người ta nói là không nuôi chó mèo. Thực ra thì không nuôi chó mèo chính là đối của ít nhất nuôi chó hoặc mèo đấy các em. Đúng không ạ? Không nuôi chó mèo ấy chính là biến cố đối của thằng nuôi ít nhất chó hoặc mèo. Tức là thực ra cái thằng câu hỏi này này và cái thằng này này là hai thằng đối nhau. Đấy, hai thằng đối nhau. Cho nên thầy sẽ tính thằng này trước, thầy sẽ tính thằng này trước và thầy biết thằng này là đối của cái thằng câu hỏi thì thầy sẽ lấy 1 trừ đi thằng này là ra thằng này. Đấy. Các em nhớ ngược lại, đối lại với không nuôi cả chó mèo là nuôi ít nhất chó hoặc mèo, chính là cái A hợp B này. Vì A hợp B hợp đi với hoặc, đúng không? Đó. Rồi. Ok, và ở đây thì ta có này, PA, đây, nuôi chó, A là nuôi chó đi, xác suất nuôi chó 18 chia không gian mẫu 18/50, đúng không ạ? Xác suất nuôi chó đây này, A là nuôi chó nhá, B là nuôi mèo nhá, 16/50, rồi, chó hoặc mèo 7/5, chó và mèo là 7/50. Thế như vậy ra được xác suất PA hợp B. Cái này bạn phải học trong bài xác suất công thức cộng giúp thầy nhá, các bạn học công thức cộng xác suất giúp thầy nhá, chứ bạn không thể nào mà bụp một cái học được luôn đâu. Các em xem trên thầy gì.net nhá, thầy.net nhá, 27/20. Như vậy là thầy có xác suất này là 27/50 là xác suất được gọi là nuôi ít nhất chó hoặc mèo và nó chính là xác suất đối của thằng này. Như vậy suy ra đáp số là 1 trừ đi 27/50. Đấy, 1 trừ đi là bằng 23/50 các em. Rồi B. Đó. B. Được yeah. Đấy, bạn nào chưa học về biến cố đối thì các em phải học công thức cộng phải học ngay đi nhá. Nào, câu 23. Ui dồi ôi. Câu này tính đạo hàm của hàm này bao giờ không.
Nào tính đạo hàm đi, có nhớ công thức không? Tự luận hay bấm máy nào? Câu này nó thật chứ thầy ấy nói phải chia sẻ với các bạn. Câu này mà bảo thầy làm tự luận thì thầy thấy là nó hơi tốn mực ấy. Chứ nếu không thì thôi thầy bấm máy các bạn ạ. Xin phép các em câu này khéo thầy bấm máy nhá. Hay là làm cả hai các em, tự luận hay bấm máy hay làm cả hai nào? Máy đúng không? Đấy thấy chưa? Toàn máy này các em thấy chưa? Lần đầu tiên mà các em thấu cảm với thầy đây. Rất là cảm ơn bạn Triệu Linh và bạn Nguyễn Phạm Vân Anh nhá. Đấy Phạm Xuân Lộc cũng yêu cầu bấm máy. Đấy, đấy thấy chưa? Rất nhiều con người đồng cảm với thầy các bạn. Đấy các em nhìn đọc comment này, rất nhiều con người đồng cảm. Và để đồng cảm với cả sự lười đó thì chúng ta sẽ bấm máy trước nhá. Chúng ta sẽ bấm thôi. Đấy nhá, không phải là thầy, các em nhớ nhìn nhá, không phải là thầy cố tình thầy bấm máy đâu nhá, mà các bạn ý trong lớp ấy, các bạn trong lớp là các bạn ý bảo thầy bấm đi nhá, chứ không lại đổ cho thầy là thầy hướng dẫn bấm nhá. Rồi. Lâu lắm mới tìm được cái người gọi là đồng điệu tâm hồn với mình em. Lâu lắm mới cả làm đồng điệu tâm hồn đấy. Rồi thì đầu tiên này, thầy chọn một cái giá trị x mà thầy thích. Thầy thích số 6 nhá. Các em thích số 9, ok. Các em thích số 10, ok. Các em thích số 100, ok, thoải mái. Thầy thích số 6. Thì thầy thay vào đây, thay vào đạo hàm đúng không? Đạo hàm thì thầy lại dùng chức năng D trên gì các em nhỉ? D trên DX, các em còn nhớ không? Chức năng D trên DX thầy dạy các em trong những buổi trước ấy. Đấy, và thầy thay x bằng 6 vào đây cho các em nhá. Nào, thay x vào đây. Rồi. D trên DX này, ship này. Đây đúng không ạ? Ship đây. Đó. Nào bấm này, len này, logan dp này, logan dp của 1 cộng căn của x cộng 1. Đấy, 1 cộng căn của x cộng 1. Và bề thầy thấy x bằng 6 vào đây, thầy thấy x bằng 6 vào đây. Rồi như vậy thầy ra được kết quả là 0,0518, 0,0518. Ok, thầy thay fx vào đây nhá, thầy ra kết quả này 0,0518. Rồi. Rồi bước thứ hai là thầy lại lấy x bằng 6, thầy thay vào 4 đáp án. Đấy, tiếp theo cũng lấy x bằng 6, thầy thay vào 4 đáp án. Lần này thay thẳng nhé, chứ không phải là thay bằng D trên DX đâu. Thay thẳng vào 4 đáp án. Ví dụ đáp án A này, ví dụ đáp án A này, thầy thay này. Chỗ nào cũng x thầy thay bằng số 6 này. 1 chia căn của 6 cộng 1 nhân 1 cộng căn của 6 cộng 1. Chỗ nào cũng x thầy thay bằng số 6, được chưa? Bằng đổi ra phân số 0,103, không đúng, thầy cần số 0,05. Như vậy A này sai. Đó, B thì chỉ cần thay đổi trên tử là số 2 thôi. Bây thay trên tử là số 2 thôi. Nó giống đáp án A đấy, khác mỗi số 2 trên tử thôi. Thay chữ x bằng số 6 nhé. Bằng. Vẫn không đúng, 0,207 vẫn không đúng. Đó. C này. 1 trên 2 nhân căn của 6 cộng 1 nhân với 1 cộng căn của 6 cộng 1. Đó. Bằng. 0,0518, 0,0518 lại trùng luôn rồi. C. Đấy. Thế nó có phải nhanh không? Nhé. Yeah. Cho nên là các em thấy đôi khi ấy mình phải linh hoạt một tí nhá. Câu này lớp 12 là các em phải đạo hàm nhiều lắm cái này. Câu này học về cực trị này, học về cực trị các thứ là các em phải đạo hàm nhiều lắm cái này. Cực trị với đơn điệu chứ, cực trị đơn điệu. Thế nhưng mà bây giờ có phải chữa theo cách tự luận không? Có phải chữa theo cách tự luận không em? Nếu chữa theo cách tự luận nhá, thì lớp mình phải nhớ, thầy là lớp mình phải nhớ được hai công thức sau. Này. Đó là công thức len u. Len u đạo hàm là gì? U phẩy trên u, đúng không? Len u đạo hàm là u phẩy trên u. U là cái lõi này. Ngoài ra thì còn phải nhớ công thức là gì? Căn u. Căn u đạo hàm là u phẩy trên 2 căn u, đúng không? Đấy, thì mình phải nhớ được hai công thức này thì mình mới đạo hàm ra được. Nhưng mà thôi nhá, mệt quá rồi, hôm nay đã ăn gì đâu, chưa ăn một cái gì cả. Thế các bạn, chưa ăn một cái gì cả. Đấy chưa? Ok, đấy, Phạm Xuân Lộc giải tự luận nhức đầu lắm. Ok, thầy cũng nhức đầu giống em. Rồi, hôm nay cả lớp mình cùng nhức đầu nhỉ? Hôm nay cả lớp mình cùng nhức đầu. Vỗ tay nhá, lần đầu tiên cả lớp mình cùng nhức đầu đấy. Ok. Rồi, câu 24. Ui dồi, câu này làm gì đây các bạn? 24 nào. Câu này thì sao nhỉ? Câu này làm tự luận hay bấm máy các em? Câu 24, mình làm tự luận hay bấm máy đây?
Câu này thì thôi phải làm hai cách các bạn nhá. Câu trước nhá, thầy nói này, câu trước thì đã bấm máy rồi. Câu này thì chắc là cũng bấm máy đi. Nhưng mà chắc cũng làm tự luận tí đi, không nó mai một kiến thức các em nhá. Có khi câu này, riêng câu này thì mặc dù là rất là đau đầu, nhưng mà cả lớp mình rất đau đầu và rất là lười, và bút của lớp mình cũng đã hết mực. Nhưng mà thôi thì cũng phải cố gắng xin tí mực để làm câu này tự luận cái. Nhưng mà đầu tiên là cứ bấm máy đã nhá. Đầu tiên bấm máy đã, sau đó tự luận, phải chưa? Mặc dù thầy biết cả lớp đang rất đau đầu rồi, nhưng mà thôi, mình vẫn phải làm cả hai cho yên tâm nhá. Cách 1 nào, bấm máy. Cách 1 là bấm. Bấm này. Thì đầu tiên là ta sẽ vào đây. À nhưng mà cũng kem cái chọn đã đúng không? Kem chọn một giá trị x đã. Thường lượng giác thì em cứ chọn cho thầy một mấy pi ấy. Đúng không? Em thầy chọn pi trên 6 nhá. Giống như bài trước thầy thích số 6, cho nên trong lượng giác này thầy lại thích chọn pi trên 6. Chả vì sao cả, vì tôi thích thôi. Vì tôi thích thôi, chả vì sao hết. Sau đó thì mình gì nhỉ? Dùng d trên dx giống hết câu trước đúng không? D trên dx. Đấy, d trên dx nha. Và thay x bằng pi trên 6 vào đây. Nào, thay cái hàm này vào đây. Thay cái hàm này vào d trên dx đi nha. Vào d trên dx này, ship này, nút này. Rồi. Căn của 2 cộng cốt 2x bình. Các em viết nhanh nhá. Bình viết ở ngoài là máy tính nó sẽ tự hiểu là cốt bình 2x nhá. Và ở trong này thì ở góc này thì gọn chọn là pi trên 6 này. Pi chia 6. Ok. Ok chưa? Bằng trừ 0,57735, trừ 0,57735. Các em ghi nhớ cái số này nhá, ghi nhớ này. Nó ra được trừ 0,57735. Rồi. Ghi nhớ con số của thầy. Đây là fx nha. Bước thứ hai là gì các em còn nhớ không? Vừa mới làm câu trên xong đã quên thì toang. Thay x bằng pi trên 6, thay x bằng pi trên 6 vào 4 đáp án đúng không ạ? Vào 4 đáp án. Được chưa? Thay có thể dùng can cũng được nhá, dùng can này. Đáp án A thay thẳng chứ không vào d trên dx đâu nhá, lần này là không vào d trên dx đâu, thay thẳng này. Trừ sin 2x chia căn của 2 cộng cốt 2x tất cả bình. À. Và thay thì ấn phím can này, thay ấn phím can này, can pi trên 6 nhá, thay pi trên 6 này. Pi chia 6, đúng không? Can pi trên 6 ấn can cả can này. Đấy. Trừ căn 3 trên 3. Ờ đúng luôn các em, câu 24 đúng luôn, thằng nào bảo D đấy. Thôi chết rồi, thế thì cái bấm máy tính này là sai rồi, cái bấm máy tính này sai rồi. Ơ sao lại sai được nhỉ? Thấy chưa các bạn ơi, sai rồi đây này. Nhưng mà sai ở đâu nhỉ? À còn đáp án D nữa. Đáp án D, một số bạn bảo comment đáp án D à? Đáp án D này hình như các bạn bảo đáp án D cũng đúng à? Thì thử đáp án D nhá. Nào, có một số bạn bảo đáp án D cũng đúng này. Thì thử đáp án D này. Thử đáp án D này. Đấy, được chưa? Thử đáp án D nhá. Bấm can này. Pi trên 6. Ừ nó cũng ra thế các em. Nó cũng ra thế các bạn ạ. Thế nó mới đau cầu chứ các em. Thế nó mới đau chứ. Thế thì bây giờ ta phải làm gì đây? Pi trên 6. Thế bây giờ ta phải làm gì đây? Tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó lại như vậy các em? Tại sao cuộc đời nó lại bất công với mình như vậy các em? Đó. A cũng ra thế mà D cũng ra thế. Thế thì đâu mới là đáp án đúng? Nào đâu mới là đáp án đúng theo các em? Thế thì ở đây ấy, có thể khả năng là do cái số mình chọn nó không được ok lắm nhá. Đấy, nó số mình chọn không được rồi. Hãy thử một số khác. Đấy, ra nhiều đoạn thử một số khác. Hôm nay tôi lại không thích số 6, tôi thích số 9. Đấy nha, tôi thích số 9. Và tôi sẽ D trên X số 9. Tôi D trên X số 9. Đó. Ok. Nào. Bây giờ tôi sẽ D trên X số 9 nhá. D trên X này, căn của 2 cộng cốt bình 2X. Đây đúng không? Căn 2 cộng rồi. Chia cho nào x bằng pi trên 9 nhá. Pi trên 9. Ok. Trừ 6, trừ 0,612, trừ 0,6123. Rồi. Pi trên 9 nhá. Bây giờ mà còn sai nữa thì chứng tỏ là chúng ta không có duyên với máy tính rồi. B này. Thay này, trừ sin 2x, trừ sin 2x chia căn của 2 cộng cốt 2x bình, được chưa? Và ta can này,
can này, can pi trên 9 các bạn nhé, pi trên 9. Thấy chưa, khác rồi. Bây giờ nó không còn ra trừ 0,6 nữa rồi. Nó không phải ra trừ 0,6 nữa rồi. Đó, các bạn thấy không? Ok. Bây giờ tôi thử thay đáp án D này. Tôi thử đáp án D nhá. Một số bạn bảo đáp án D này. Đáp án D này trừ 4x đúng không? Đây, thầy thay bằng trừ 4x rồi. Nào, can này, can pi trên 9. Đấy, thế này mới là trừ 0,612 này. Thế này mới là trừ 0,612 này. Đó, thì đáp án đúng nó phải là đáp án D. Đấy, các bạn thấy không? Thế cho nên là cái việc chọn số ấy thì không khéo người ta bẫy mình ấy, người ta bẫy mà mình sẽ bị trùng đáp án. Thì thông thường người ta sẽ, mình nên chọn những con số nào nó hơi lẻ lẻ một tí. Tức là thực ra ở trong lượng giác ấy có mấy kiểu pi trên 2, pi trên 3, pi trên 4, pi trên 6 ấy, là những cái giá trị lượng giác mà cái cung, cái góc mà nó làm cho giá trị lượng giác khá là đẹp thì có thể bị trùng. Chứ pi trên 9 thì tuyệt nhiên thầy thấy là pi trên 9 này chả ai dùng góc pi trên 9 cả. Thì mình sẽ dùng pi trên 9 cho người ra đề người ta bất ngờ. Đấy. Thế nhưng mà nói vậy thôi nhá. Nói vậy thôi. Thì ở đây thì các em nên làm tự luận, các em nên có một cách nữa là làm tự luận cho yên tâm nhá. Chứ máy tính nó chỉ là một cách gọi là mình bấm cho nó đỡ, máy nó đỡ kiểu cũ thôi, đúng không? Bấm cho nó tiêu bớt pin đi thôi. Bây giờ chúng ta quay trở về làm tự luận nha. Thế tự luận bài này chúng ta làm như nào? Nhiều bạn là có khi không đạo hàm được đâu. Nhiều bạn có khi là không đạo hàm ở đâu. Không đạo hàm. Được. Được chưa? Nào, bây giờ công thức đạo hàm đầu tiên các em phải nhớ là công thức căn U các bạn ạ. Căn U đạo hàm thì bằng, đây là căn mà, U phẩy trên 2 căn U. Đó. Nào, thì bây giờ ta tính Y phẩy. Căn U này, căn U là U phẩy 2 cộng cốt bình 2x phẩy trên 2 căn U. Rồi. Thế bây giờ đạo hàm tiếp, như vậy Y phẩy sẽ bằng, hai đạo hàm là không nhá, hai đạo hàm là mất này. Thế cốt 2x, cốt bình phẩy là gì? Cốt bình này khá là nhức đầu đấy, cốt bình khá là nhức đầu này. Cốt bình đạo hàm là U mũ 2 ấy, đạo hàm là 2U, bạn nào học hàm hợp rồi nhá. U mũ 2 đạo hàm 2U nhân U phẩy, 2U nhân U phẩy. Kéo 2 xuống này, 2U nhân với cả U phẩy là cốt 2x phẩy. Này, 2U nhân với U phẩy rồi. Thế còn dưới mẫu thì nó vẫn thế nhá. Cái hai đạo hàm là hết rồi nhá, hai đạo hàm là không rồi nhá. Ok. Và như vậy nó bằng cái gì đây? 2 với 2 là đứt này. Thế thì trên này vẫn còn một cái phẩy nữa, vẫn còn một cái phẩy nữa là phẩy của cốt 2x. Thì cốt đạo hàm là gì các em còn nhớ không? Cốt đạo hàm là trừ sin. Thì cốt U, sao thằng nào lại búp mắt cho mình ấy nhỉ? Cốt U đạo hàm là trừ sin U các bạn, nhân với U phẩy. Đấy, loáng ngoáng không? Cốt U đạo hàm là trừ sin U nhân với U phẩy. Trừ sin U là trừ sin của 2x nhân với cả 2x phẩy. Trên căn của 2 cộng cốt bình 2x. Rồi. Thế ạ. Và 2 phẩy bây giờ mới hết nhá. 2 phẩy bây giờ mới hết. Đấy. 2 phẩy là 2 trừ 2 nhân sin 2x nhân cốt 2x trên căn của 2 cộng cốt bình x. Và những ai đã học về công thức lượng giác, những ai đã học về công thức lượng giác thì biết đây là công thức nhân đôi hàm nhân đôi hàm sin. Nhân đôi hàm sin thì như vậy là nó sẽ là trừ sin 4x các em. Trừ sin 4x trên căn của 2 cộng cốt bình 2x. Đó. Thì đấy, bạn thấy không? Làm tự luận câu này cũng rất là đau đầu, bởi vì là các em sẽ phải có đến 3 công thức phải nhớ, đúng không nhỉ? Các em có 3 công thức hàm hợp phải nhớ, căn U này, U mũ 2 này và cốt U. Rất là lòng hoàng. Đó. Đấy, thằng Hà búp mắt cho thầy ấy nhỉ? Hạ luôn đấy nhá. Thầy là không có búp bủng cái gì đâu nhá. Thằng Hà búp mắt lên trông đau cả mắt. Búp thì búp hẳn lên gọi là mấy nghìn người xem ấy. Chứ còn búp được có mấy trăm người đấy mà búp cái gì. Nhá bạn. Ok. Và vậy thôi, bạn nào búp cho thầy lên khoảng 10.000 người xem thì chắc là thầy cũng cho đi ăn đám cưới free luôn đấy. Nào tiếp, 25. Hôm nay thầy live stream từ mấy giờ ấy nhỉ? À 9 rưỡi đã được 2 tiếng đâu, thoải mái lên. 25 nào các em. Xác suất nào?
Hộp A có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi xanh. Hộp B có 7 viên bi trắng. Ui, câu này khó thế. Bạn nào mà làm được câu này thì xứng đáng sở hữu nhiều viên bi này. Đấy, bạn nào làm được câu này là xứng đáng sở hữu nhiều viên bi này. Làm miếng khoai đã cho nó đỡ tụt đường huyết các bạn. Ăn gì bổn đấy các em. Anh em ơi, sao lại cho em xin miếng em? Các em chưa đến tuổi phải bổ đâu. 17 tuổi thì cần gì phải bổ gì? 17 tuổi ăn gì bổ não ấy nhá. Thầy nói này, các em mới có 16, 17 tuổi. À đâu, bọn này mới có 16 tuổi mà. Lấy đâu ra 17? Các em 16 tuổi ấy vẫn còn bé lắm nhá. Chưa qua 18 thì chưa cần ăn khoai đâu. Tầm tuổi các em thì ăn gì bổ não thôi nhá. Phạm Xuân Lộc, em 18 á. 18 gì sớm ấy. 18 mà lại học lớp 11. Đúp 2 năm thì không cần phải bổ gì đâu. Đúp 2 năm thì thầy nghĩ là không ai nó yêu đâu mà. Không phải phải học. Bổ để làm gì á? Làm gì thì các ông làm sao biết được? Các ông mới có 16 tuổi, các ông hiểu sao được? Chuyện người lớn thì các em bớt thôi nhá. Chuyện người lớn thì để người lớn hiểu thôi. Chuyện người lớn thì các ông cứ... Đấy. Thôi, học bài đi nhỉ? Thầy nói cái gì nhỉ? Nào, ở đây có hai hộp các bạn nha. Hai hộp. Hộp A có mấy viên? 4 cộng 5 là 9. 9, 6 là 15 viên. Hộp B 7 cộng 6 13, 18 viên. Hộp B có 18 viên nhá. Rồi, lấy ngẫu nhiên một viên nào. Đầu tiên không gian mẫu này. Không gian mẫu. Mình kiểu không ôm ai bao giờ nên là viết cái ký hiệu ôm nó rất là xấu nhá. Này, chắc ông nào ôm nhiều thì chắc viết ký hiệu ôm này chắc phải đẹp. Mỗi hộp một viên thì lấy một viên trong này C1 15, lấy một viên trong 15 viên C1 15. Lấy một viên trong 18 viên C1 18. À, C1 15, C1 18. Đấy. Tức là mỗi hộp mình lấy một viên, như vậy là 18 x 15 là bao nhiêu nhỉ? 15 C1 x 18 C1. Ô, thì ôm nhau thì nó phải dính vào nhau chứ, chả lẽ ôm nhau nó lại tách nhau ra. Các bạn này, người ta đã bảo ký hiệu ôm rồi lại còn tính xác suất để hai viên bi cùng màu. Mà cùng màu là cùng màu gì? Ở đây lắm màu quá, thế như vậy là ta phải chia trường hợp, đúng không ạ? Để cùng màu ấy thì trường hợp 1 là cùng màu trắng đi. Hai viên cùng trắng. Hai viên trắng có nghĩa là lấy một viên trắng của hộp 1, à hộp A và một viên trắng của hộp B. Hộp A lấy một viên trắng, C1 4 lấy một trắng trong 4 trắng. Hộp B lấy một trắng trong 7 trắng. Đây, một trắng trong 7 trắng nhá. 4728, ok. Trường hợp 2, hai viên gì nhỉ? Đỏ. C15 nhân C16 30, đúng không ạ? 30. Và hai viên xanh nữa, trường hợp 3, hai viên xanh là C16 và C1 này, C15 6530, ok. Hết rồi đúng không? Cùng màu chỉ có 3 trường hợp đó thôi, cùng trắng, cùng đỏ, cùng xanh. Và cộng lại đi. 28 cộng 30 cộng 30. Rồi. 88 nhá, cộng lại này, 88 trường hợp nhá, 28 cộng 30 30. Vậy 88 chia 270 các em. Đáp án A nhá, 25A nhá các em. Nhá. 25A nhá. Rồi. Ok. Lại một câu nữa đòi hỏi tư duy chia trường hợp là câu hỏi số 26. 26 ạ. Ui còn dài thế nhỉ? Ui. Ui còn dài thế này cơ mà. Làm đây, làm đây. Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh và 10 viên bi trắng, lấy ngẫu nhiên 4 viên, tính xác suất để 4 viên đủ 3 màu. Lấy là tổ hợp. Như vậy không gian mẫu này lại phải viết cái ký hiệu ôm rồi.
Ô viết như này à? Ok nhá. Chọn 4 viên, trong hộp này có 6 cộng 24 viên C4 của 24, đúng không ạ? Tổng cộng hộp này có 24 viên nha. 8 6 rồi. 24 C4 là bao nhiêu? 10.626 trường hợp. 10.626 trường hợp rồi. Nào bây giờ tính xác suất này, 4 viên đủ 3 màu, biến cố nào? Biến cố 4 viên đủ 3 màu. 4 viên đủ 3 màu thì có bao nhiêu trường hợp? Nào. 4 viên đủ 3 màu, trường hợp 1. 4 viên đủ 3 màu này là 1 bi đỏ, 1 bi xanh và 2 bi trắng. Đúng không? 1 đỏ, 1 xanh, 2 trắng. Đủ 4 viên đủ 3 màu mà. 1 đỏ C16, 1 xanh C18, 2 trắng C210. Ok, đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2. 1 đỏ tăng xanh lên, 2 xanh, 1 trắng, đúng không? Thì cũng là 4 viên 3 màu mà, 4 viên 3 màu. 1 đỏ trong 6 đỏ C16, 2 xanh trong 8 xanh và 1 trắng trong 10 trắng. Ok. 6C1 6C1 nhân 8C2 nhân 10C1 1680. Ô thôi, tôi còn chưa nhân cái kia mà. 1680 nhá. Quên mất còn chưa nhân cái trên này này. 6 x 8 x 10C2 này. 2160. Còn trường hợp 3 không? Có trường hợp nào mà 4 viên đủ 3 màu nữa không? Có trường hợp 4 viên đủ 3 màu không? Tiếp, tăng đỏ lên, không tăng xanh đâu nhá. Tăng xanh thì lại sẽ mất trắng nhá. Tại vì chỉ 4 viên thôi mà. 1 đỏ, 3 xanh. Đấy, vừa nói xong. 2 đỏ, xin lỗi, 2 đỏ, 1 xanh, 1 trắng. 2 đỏ này, C26, 1 xanh, C18, C110. Đúng không ạ? 6C2 x 8C1, 6C2 x 8C1 x 10C1. 1200. 1200, ok chưa? Và như vậy em cộng hết vào, hết rồi, không còn trường hợp nào mà 3 cái mà đủ. À đâu, 4 viên đủ 3 màu đâu, cộng vào 2160 cộng 1680 cộng 1200. 5040. 5040. 5040 chia cho gì các em? 10626. 120 phần 253 C nhá, 26C đấy các em. Rồi, Đỗ Quang Anh tốt. Đó. Mấy câu xác suất này theo quy tắc cộng thôi, cộng hết vào, đúng không? Một câu rất là khoai này, câu 27 này. Bạn nào làm đúng câu 27 này thì phải nói là xứng đáng có 27 người yêu. À, xứng đáng có 27 người yêu. Nào câu 27. Nào, tìm m để f x lớn hơn 0 với mọi x. Với mọi x thuộc r đấy, với mọi x là mấy mọi x thuộc r. Thầy ơi, em sắp hết năm y khoa năm nhất rồi, iPad vẫn chưa đến tay á. Bác sĩ thì cần gì phải dùng iPad em? Bác sĩ thì em cứ gì nhỉ? Tay không bắt giặc thôi các em nhá. Bác sĩ dùng iPad thì mà chết. Nhá, bác sĩ bác sủng thì cầm dao cầm giết thôi các bạn, cầm gì iPad. Ui câu này là ngại làm thế nhở? Các em có ngại làm câu này không? Sao tự nhiên thầy thấy ngại thế? Nào, f(x) nhá. Đầu tiên tôi tính f(x) cho các em coi này. 3 cộng số 3 là hết này. Mx bình phương trừ đi mx cộng 3 trừ m, đúng không? f(x) đấy. Mx bình phương trừ mx cộng 3 trừ m, ok. Nào f(x) lớn hơn 0. F(x) lớn hơn 0 ấy thì tức là ta được là mx bình phương trừ mx cộng 3 trừ m lớn hơn 0. Nào, bây giờ ta biện luận bất phương trình này. Đây là một bất phương trình bậc 2. À sorry, đây chưa chắc đã là bất phương trình bậc 2 đâu. Tại sao thầy nói như vậy? Tại sao thầy lại nói đây chưa chắc đã là bất phương trình bậc 2? Theo các em, lý do gì mà thầy lại nói là đây chưa chắc đã là bất phương trình bậc 2 nào?
Đó là tuy ta nhìn thấy x mũ 2 nhưng chưa chắc x mũ 2 đã tồn tại đâu. Nếu m bằng 0, nếu hệ số a bằng 0 này này thì x mũ 2 nó không còn tồn tại nữa. Vì vậy là chúng ta phải chia hai trường hợp các em ạ. Trường hợp 1, nếu m bằng 0, các em hình dung là nếu m bằng 0 ấy thì đây không còn là bậc 2 nữa. Nếu m bằng 0 thì em thay vào đây này. 0 trừ 0 cộng 3 trừ 0 lớn hơn 0. Như vậy thầy được 3 lớn hơn 0. Vậy 3 lớn hơn 0 là đúng hay sai? 3 lớn hơn 0 là quá đúng. Số 3 trở lên số 0 đúng với mọi x. X có bằng bao nhiêu thì 3 cũng lớn hơn 0. Có đúng không? X có bằng bao nhiêu thì số 3 trở lên số 0 à? Như vậy là m bằng 0 hoàn toàn hợp lý nha. Như vậy đáp án là phải có m bằng 0 đấy. Như vậy đáp án đúng là đáp án có thể là đáp án D đấy, đúng không? Khả năng cao có 27 là D rồi. Tiếp, trường hợp 2, nếu m khác 0. Nếu m khác 0. Đó. M khác 0 thì đây chính là bất phương trình bậc 2 rồi, đúng không ạ? Đây là bất phương trình bậc 2 rồi các em. Đây là bất phương trình bậc 2. Và một bất phương trình bậc 2 muốn luôn đúng với mọi x thì sao? Một bất phương trình bậc 2 muốn luôn đúng với mọi x thì nó phải thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, delta phải luôn âm đã. Nếu bất phương trình có dấu bằng, delta mới có dấu bằng nhé. Còn nếu bất phương trình không có dấu bằng thì delta luôn nhỏ hơn 0. Bất phương trình có âm, delta cũng nhỏ hơn 0. Mà bất phương trình có dương, delta cũng nhỏ hơn 0. Đấy. Và hệ số A phải cùng dấu bất phương trình, tức là phải lớn hơn 0. Bất phương trình cần lớn hơn 0. Đó. Công thức tính delta B bình phương trừ 4AC, B bình phương trừ đi 4 lần AC. Rồi, B bình trừ 4AC. Và như vậy ở đây, M bình cộng với cả 4M bình là 5M bình trừ 12M nhỏ hơn 0. Như vậy gộp lại thầy được M lớn hơn 0, M nhỏ hơn 12 phần 5. Đó. Vậy kết quả là M lớn hơn 0, M nhỏ hơn 12 phần 5. Và quên còn phải gộp với M bằng 0 nữa. Như vậy gộp cả hai trường hợp vào. Như vậy nó là M sẽ lớn bằng 0 và nhỏ hơn 12 phần 5. Đây nhá. Đó. Thì trên đây là cái cách để mọi người có thể làm được mấy cái bài biện luận bất phương trình này. Được chưa? Đấy. Cái thằng nào búp mắt. Búp thì búp cho lên mấy chục nghìn vào. Búp mấy cái rồi các bạn. Không thể hiểu. Rồi. Đấy câu 27. Nào. 28. Trần Đình Phước ngủ đi không già. Ngủ thì ngủ thôi. Tôi chữa nốt cái. Thầy không chữa bài thì thầy lại không chịu, không ngủ được. Ờ, buồn cười cực. Thầy kể cho các em cái câu chuyện này có khi các em không, thầy kể cho các em cái câu chuyện này có khi các em không tin, nhưng mà thầy mà không dạy học ấy thì tối lại không ngủ được các bạn. Thế khổ không? Các bạn thấy kiếp khổ không? Mình không dạy học thì mình lại không ngủ được. Kiếp khổ thế cơ chứ các bạn. Thầy ơi, có làm phần đúng sai không? Có em cứ làm nhanh mấy câu trắc nghiệm đi rồi làm đúng sai nhá. Câu 28 này, cho hình chóp đều, các bạn có biết chóp đều vẽ nhau không? Chóp đều ấy là hình chóp có đường cao rơi vào tâm đáy đấy, các bạn có nhớ không? Chóp đều là hình chóp có đường cao rơi vào gì? Tâm gì các em? Tâm đáy. Đúng không? Thì đáy đấy, chóp này là chóp tam giác, cho nên là tâm tam giác đều thì tất cả các tâm đều chập một nhá. Cái tam giác đều là cái tam giác mà trung tuyến này, đường cao này, phân giác với cả trung trực nó trùng nhau, cho nên các loại tâm đều trùng nhau. Tức là trung tuyến, trọng tâm ấy, trực tâm, tâm ngoại tiếp, tâm nội tiếp đều là trọng tâm cả, cho nên thầy lấy trọng tâm này, gọi O là trọng tâm của tam giác ABC, thì O cũng là tâm của ngoại tiếp luôn. Đây, đây chính là hình chóp đều nhá. SABC. Ok. Thì các em phải nhận xét cơ, các em phải nhận xét này. Thứ nhất là vì hình chóp SABC đều, đúng không? Thứ hai là gọi O là trọng tâm. Tại vì trọng tâm cũng chính là tâm đường tròn ngoại tiếp nhá. Trọng tâm cũng chính là tâm đường tròn ngoại tiếp. Cho nên là SO vuông góc với đáy nhá. SO vuông với đáy. Các em phải đưa ra cái nhận xét này, đó là tính chất của cái chóp đều thôi các em. Tính chất chóp đều nó là như vậy nhá. Rồi, cảm ơn Phúc Yên nhá. Có cạnh đáy bằng 3. Cạnh đáy bằng 3. 3. 3. 3. Ok. Đường cao của hình chóp bằng A căn 2. Đường cao của hình chóp bằng A trên 2. Tức là SO.
Đây này, RO bằng A trên 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. Tại sao người ta chỉ nói là mặt bên mà người ta không nói rõ là mặt bên nào các em nhỉ? Tại sao người ta chỉ nói là mặt bên mà người ta không nói rõ là mặt bên nào? Bởi vì các em ạ, khi người ta nói mặt, khi người ta nói về chóp đều ấy, nó đều ra các bên, nó đều ra các phía, cho nên là mặt bên nào cũng như mặt bên nào hết. Vai trò là như gì các em? Như nhau. Cho nên thầy xin phép chọn một cái mặt bên là mặt bên SCBC ở bên phải này nhá. Thầy chọn mặt bên SBC và thầy sẽ tìm góc của nó với cả mặt đáy là ABC. Nào. Cho thầy xin cái góc giữa SBC và ABC cái. Nào, cho thầy xin góc giữa SBC và ABC cái. Bước 1, giao tuyến, đúng không ạ? Giao tuyến là gì các em? Giao tuyến là BC, đúng không ạ? Bước 1, giao tuyến là BC. Bước 2, từ trên đỉnh các em hạ một đường vuông xuống là SO nhá, SO vuông góc phải đáy, được chưa? Bước 3, tiếp tục từ O này, sau khi từ S hạ xuống O, tiếp tục từ O hạ vuông góc xuống giao tuyến, chính là OH luôn này. Tiếp tục từ O hạ vuông góc xuống giao tuyến BC là OH luôn này. Và sau đó OH kéo lên đỉnh. Đấy, các bạn đây phải kéo lên đỉnh này. Đấy. Như vậy góc cần tìm là góc SHO. Đấy, theo quy tắc thầy đã dạy các em nát vở rồi. Các em xem trong khóa học ấy nhá. Các em xem trong thầy chỉ.net ấy, các em lên thầy chỉ.net các em xem bài góc giữa hai mặt phẳng rồi. Biết ngay góc SHO. Thế còn bây giờ là ta tính, đúng không? Bây giờ là ta tính. Để tính được cái góc SHO thì các em phải nhìn được cái tam giác là tam giác SOH. Đấy, ta phải nhìn được tam giác SOH. Thì cái tam giác SOH này ấy, thì ở đây đã có được một cạnh rồi nhá, là cái SO nhá. Vậy thì nếu em tính được thêm cạnh OH nữa là xong rồi. Bạn tính được OH nữa là xong. Bạn tính được OH là ok. Nhưng làm sao tính được OH? Đấy, làm sao tính được OH cơ? Thì khi đó thì mình phải nhớ là O là trọng tâm không? O là trọng tâm, cho nên OH là bằng 1 phần 3 AH. Vậy nếu tính được AH thì chia 3 là ra được OH, đúng không? Thế còn AH là gì? AH lại là đường cao của tam giác đều ABC. Đây, tam giác đều ABC cạnh 3A. Thì theo một cái truyền thuyết ấy, thì đường cao của tam giác đều bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 chia 2. Các em đã nghe truyền thuyết này chưa? Đường cao của tam giác đều bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 chia 2 mà cạnh là 3A. Vậy 3 căn 3 trên 2. 3A căn 3 trên 2. Đó là AH. Và sau khi có AH thì em có được OH bằng 1 phần 3 AH. Như vậy OH bằng 1 phần 3 AH thì chứng tỏ là OH sẽ bằng 1 phần 3 nhân vào đây A căn 3 trên 2, đúng không? 1 phần 3 nhân là mất 3 mà. Đó. Như vậy thằng này bằng A căn 3 trên 2. Xong. Và như thế là cái tam giác SOH nhé. Cái tam giác SOH này các em. Đấy, SOH vuông tại O nhé. Có cái thằng SO này đầu bài cho chiều cao của hình chóp là A trên 2 này. Thằng này A căn 3 trên 2 này. Được chưa? Và như vậy thì các em thấy là mình dùng hàm tang đi. Tang góc H nhỉ? Tang góc H. Tang góc H bằng đối là SO chia OH, đúng không ạ? SO chia OH. Như vậy bằng A chia 2 chia cho A căn 3 chia 2. Rồi. 1 phần 2 chia căn 3 trên 2. Căn 3 trên 3. Như vậy tang bằng căn 3 trên 3 nhá. Tang bằng căn 3 trên 3 thì là góc 30 gì? 30 độ, đúng không? Tang bằng căn 3 trên 3 góc 30 độ. Đấy. 28D nhá, 30 độ. Ok không các em? Quá ok. 29. 29 nè. Lại góc này, góc đường của mặt. Nào mà làm được câu 29 này phải nói là xứng đáng có 29 người yêu này. Đấy. Uầy. Cỡ khoảng 29 người yêu thì cả tháng thì mỗi hôm một người yêu đúng không? Còn hôm cuối tháng thì dành thời gian cho gia đình. Đấy. Còn mỗi hôm mình yêu một người. Rồi. Thì cố gắng làm câu 29 nhá các em nhá. Sẽ rất là bận rộn đấy. Đấy. Cho hình chóp đều. À, lại gặp chóp đều này các em. Lại gặp chóp đều rồi. Chóp đều thì các em nhớ là đường cao rơi gì nhỉ? Rơi tâm đáy. Lần này là chóp tứ giác đều nhá. Chóp tứ giác đều thì các em chú ý với thầy là tâm đáy nó là giao của hai đường gì? Giao hai đường chéo nha. Đó. O. A. B. C. D. Ok chưa nhỉ? Rồi. Thế. O. Dựng thẳng đứng lên luôn đấy các bạn. S. Đấy, chóp đều đấy nhá. Mà mình làm tự luận là mình phải giải thích cho người ta biết đấy.
Đấy, đây là cách vẽ chóp đều nha. Thì đây các em nhớ này, mình phải giải thích qua một tí. Thứ nhất là S, A, B, C, D là chóp đều. Thứ hai, O là tâm đáy đúng không? O là tâm đáy, tâm là giao hai đường chéo đấy. Như vậy dẫn tới là SO vuông đáy nhá. SO vuông đáy, ok chưa? À. Nào, bây giờ tiếp này. Tất cả cạnh đều bằng A. À, tức là đáy là hình vuông nhá. Chóp đều các em nhớ, chóp tứ giác đều là hình vuông ấy. Hình vuông có tất cả cạnh bằng A. Tức là còn mà hình chóp này có các cạnh bằng A, tức là cạnh bên cũng bằng A luôn đấy cậu ạ. Các cạnh bên cũng bằng A luôn đấy. Đấy, thế đấy. Góc giữa SB và mặt phẳng SAC. Nào, cho thầy xin. Góc giữa SB và mặt phẳng SAC tên góc là gì? Nào, cho thầy xin cái tên góc. Tên góc giữa SB và mặt phẳng SAC nó là góc nào? Góc giữa SB và SAC. Nào, cho xin góc đó là góc nào? Quy tắc tìm góc giữa đường và mặt là gì? Nào, SB này và SAC. Quy tắc tìm là gì? Không biết. Không biết mà đòi đi học. Bước 1 này tìm điểm gì? Điểm chung đúng không? SB và SAC nhá, tìm điểm chung này, chung là điểm S đúng không ạ? Điểm chung là điểm SC. Đây này các bạn nhìn SC chung lòi lòi này đúng không? Bước 1 điểm chung nhá. Bước 2 này, từ điểm còn lại hạ một đường vuông góc xuống mặt kia. Từ điểm còn lại hạ một đường vuông góc xuống mặt kia là từ B đấy. Từ B mà các em điểm S chung nhá. Từ B mà các em hạ vuông góc xuống SAC này, từ B mà các em hạ xuống SAC ấy là cái B gì? Là cái BO đúng không ạ? Từ B mà các em hạ vuông góc xuống SAC này là BO đấy. Tại sao BO? Có chứng minh được không? Tại sao BO? Vì BO vuông góc phải AC, tính chất hình vuông. BO vuông góc phải SO, SO vuông góc phải đáy, có đúng không nhỉ? BO vuông góc phải AC, tính chất hình vuông này, hai đường chéo vuông góc. BO vuông góc phải SO và SO vuông góc phải đáy, cho nên BO vuông cả mặt này. Đó. Như vậy từ B dựng là BO. Và cuối cùng nhét điểm S vào giữa. BSO mới là góc cần tìm. BSO đúng chưa? Đây, BSO là góc cần tìm. Đó. BSO chứ phải BOS. Đúng không? BSO chung ở điểm S mà. Chung ở đâu thì góc nó phải ở đấy các bạn. Chung ở đâu thì góc nó phải ở đấy. Chung S thì góc S. Như vậy góc cần tìm là góc BSO nằm trong tam giác vuông BOS nhá, nằm trong tam giác vuông BOS. Thì trong cái tam giác vuông BOS này ấy, thì có cạnh huyền rồi các em, có cạnh huyền nhá, có cạnh huyền đây rồi là A. Thì bây giờ em phải tính nốt cạnh BO và cạnh SO thôi các em, BO và SO. BO ấy thì nó bằng các em có biết là trong có một cái truyền thuyết từ ngày xưa người ta kể lại là trong hình vuông cạnh A, trong một hình vuông có cạnh là A thì đường chéo BD bằng A căn 2. Các em đã nghe cái truyền thuyết đấy chưa? Các em đã nghe truyền thuyết là trong hình vuông cạnh A ấy, thì BD bằng A căn 2, nghe chưa? Thì nếu đã nghe BD bằng A căn 2 rồi thì BO bằng một nửa BD là A căn 2 trên 2 nhá. Đấy, A căn 2 trên 2. Đấy, truyền thuyết nó bảo vậy. Tương tự trong tam giác SOB, trong tam giác SOB thì có cạnh này bằng A, cạnh này bằng A căn 2 trên 2. Em dùng định lý Pythagore. Pythagore lấy SB bình trừ BO bình, SB bình trừ BO bình thì em sẽ ra được SO cũng A căn 2 trên 2 luôn nhá. Pythagore thôi, lớn rồi. Mấy chục tuổi rồi mà không tính được Pythagore, lấy SB bình trừ BO bình sau. Và bây giờ yêu cầu tính tang của góc S. Tang của góc S, tang bằng đối này. Đối của góc S là cạnh BO chia kề là cạnh SO nhá. BO trên SO thì bằng 1 luôn. A căn 2 chia 2 chia A căn 2 chia 2 bằng 1. Tang bằng 1, B. Đó, như vậy câu 29B. Chưa có ai được 29 người yêu luôn. Không thấy ai comment được để được 29 người yêu cả. Các bạn học thế thì vứt. Vứt chưa? Vứt rồi còn gì nữa. Không? À, 30, nốt câu 30 phần trắc nghiệm để sang phần đúng sai nào. Nốt câu 30 trắc nghiệm để sang đúng sai nào. Các em học khoảng cách chưa? Thầy hỏi các em là các em đã học bài khoảng cách từ điểm tới mặt chưa? Ui dồi ôi, khoảng cách mà chưa học thì ngay lập tức vào thầy chị.net đây, vào thầy chị.net học bài khoảng cách đây. Khoảng cách mà chưa học thì đúp chắc nha, tôi nói luôn cho các ông này, câu mà không học khoảng cách ấy, đúp chắc luôn nha. Đúp là chắc. Nên là tôi cảnh cáo ở đấy, nếu không muốn học lại với các em 2K8 ấy, ngay lập tức lên thầy chị.net và học bài khoảng cách đi nha. Hôm sau học với các em 2K8 thì các em mới đánh cho. Thì nghe kể hội đấy là hay đầu gấu phết đấy các bạn ạ. Hình chóp SABCD có đấy là hình thoi tâm ô.
SA vuông góc với đáy. SAB và SAC cùng vuông với đáy. Có một cái tính chất này. Có một cái tính chất là nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với đáy, nào cùng vuông đáy, thì giao tuyến của chúng sẽ vuông với đáy, đúng không? Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng là SA này sẽ cũng sẽ vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó. Như vậy SA vuông góc với đáy nhá. Hai mặt cùng vuông chứ một mặt thì không có đâu nhá. Một mặt mà vuông với đáy thì không được vẽ là SA vuông với đáy đâu đấy. Hai mặt cùng vuông với đáy cơ. Hai mặt bên cùng vuông với đáy thì mới được như vậy. Ok không? Rồi. Ôi thôi chết, đáy là hình thoi mà. Đáy là hình thoi tâm O cạnh A rồi. Hình thoi là hình như nào? Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau, tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Và hình thoi tâm O cạnh A tức là cả bốn cạnh đều bằng A. Đấy, tâm O cạnh A, cạnh A, cạnh A, à, tâm O cạnh A. Ok chưa? Nốt câu này là xong phần trắc nghiệm thôi, còn phần đúng sai nữa các em. Các em muốn nghỉ thì ok nghỉ luôn. Cho SA bằng A này, cho SA bằng A. Cho góc BAC bằng 60 độ, cho góc BAC 60 độ. Rồi. Tính khoảng cách từ O, tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC. Nào. Học khoảng cách chưa? Học rồi thì làm luôn đi. Làm cho tôi đây để tôi đớp cái miếng khoai cái cho nó bổ khoai nào. Ôi tôi chết. Góc BAC à? Ui. Thứ khác gì nhau đâu. Rồi, BAC. Thì về sau nó cũng thế thôi mà. Rồi, BAC 60 độ nha. Thanh Bình Nguyễn ngủ đi thầy á. Rồi, cảm ơn Lê Văn Đỗ Kỳ nha. Cảm ơn Lewandowski nha. Như nhau thôi em, khác gì nhau đâu. Nào. Bây giờ ấy, vấn đề là như này. Cái tam giác nhìn từ từ nhá, trước khi từ từ đã, trước khi mà làm bài nhá. Thì thôi, cũng tại vì là thầy giỏi quá ấy, cho nên là thầy biết ngay góc này 60 độ thầy điền trước. Bởi vì là cái tam giác ABC này là tam giác cân đúng không? Cân do AB bằng BC bằng cạnh hình thoi mà. AB bằng BC cạnh hình thoi. Thế mà lại có góc A bằng 60 độ, góc BAC bằng 60 độ không? BAC 60 độ. Thế cho nên nó chả đều à? Cân mày có góc 60 độ thì chả đều à? Đấy, thế nên thầy biết trước góc này cũng là 60 độ rồi, đúng không? Tam giác này đều mà, thì góc nào chả 60 độ? Người ta gọi là tiên tri các bạn, tương lai đấy. Người biết trước tương lai đấy các em. Được chưa? Thế thôi nhá, ghi góc nào 60 độ chả được, đúng không? Đều mà. Rồi. Nào, bây giờ tính từ O. Nhưng mà này, những ai ấy mà đã học khoảng cách của thầy rồi thì các em phải biết một cái khẩu quyết là gì. Họ có muốn tính khoảng cách từ cái gì ấy thì mình cũng không quan tâm, đúng không? Tiếng Anh người ta gọi là don't care đấy các em. Ta cũng don't care đi. Người ta bắt tính từ O gì? Coi như ta không nhìn thấy O nữa nha. Coi như ta không nhìn thấy O nữa. Và như vậy thì ở đây các em phải đổi về tính từ chân đường cao thì đấy mới là chân ái, đúng không ạ? Các em đã nghe từ là chân đường cao là chân ái chưa? Tức là người ta yêu cầu tính từ O nhưng mà thì kệ họ thôi. Mình tính là tính từ A nhá. Hãy đi tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng SBC cho thầy. Tức là bước 1 ấy là tính từ chân đường cao. Người ta có hỏi từ O, từ Ư, từ U, từ Ư gì kệ đó. Tính từ A đi. Thế giờ để tính khoảng cách từ A đến mặt SBC thì lớp mình lại dựng bằng 3 nét vẽ thôi. Này, 3 nét vẽ này. Bước 1, nào. Từ A mà dựng vuông góc với SBC, bước 1, từ A các em dựng vuông góc với BC, đúng không ạ? Nhưng thầy đã chốt, đây, vuông góc BC là AH. Sau đó thì từ H kéo lên đỉnh S, từ H kéo lên đỉnh S. Đó, và cuối cùng các em tỉa một đường vào đây, tỉa một đường AK vuông góc với SH. Đấy, thì đây chính là khoảng cách cần tìm. Xong, hết bài. Như vậy về dựng nhá, AH vuông góc với BC, dựng khoảng cách từ chân đường cao mà, AK vuông góc với SH. Thì AK chính là khoảng cách từ A cho tới mặt phẳng SBC. Xong. Và tôi cùng các em sẽ đi tính AK. Để tính được AK ấy, thì ta sẽ dùng công thức 1 trên trong tam giác vuông SAH này.
đúng không? Trong tam giác vuông SAH em dùng hệ thức 1 trên 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AH bình, đúng chưa? 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AH bình. SA thì bằng A, SA bằng A đầu bài cho. AH thì thực ra là bằng cái gì? Lúc nãy thầy có nhỡ chứng minh tam giác ABC đều, thầy có nhỡ chứng minh tam giác ABC đều mà lại đều cạnh A luôn. Vậy AH là đường cao của tam giác đều không? Mình dựng vuông góc với BC mà. AH đường cao tam giác đều thì AH nó bằng A căn 3 trên 2 luôn các bạn. Đúng không? Tiếc cái gì nữa. Như vậy AH đó là A căn 3 trên 2 nhá. 1 trên A căn 3 trên 2 tất cả bình. Ok chưa? Như vậy bấm này. 1 trên 1 bình cộng 1 trên căn 3 trên 2 tất cả bình. Rồi, 7/3 là 7/3 bình. Lộn ngược lại là 3 bình trên 7 AK bình phương bằng 3 bình trên 7 và căn ra A căn 21 trên 7. A căn 21 trên 7. Rồi. Như vậy là khoảng cách AK là A căn 21 trên 7 nha. Xong. Vậy thì chốt được là khoảng cách từ A tới mặt phẳng này là A căn 21 trên 7. Tuy nhiên là sau đó thì thầy sực nhớ ra rằng là đầu bài đâu có hỏi khoảng cách từ A mà đầu bài hỏi cách từ O. Vì vậy là bước cuối cùng là sau khi thầy đã tính khoảng cách từ A, thầy sẽ đổi về từ O bằng cách để thầy nối AO vào, đúng không? Nối AO vào. Đổi này, nối AO. Thì nối AO và quan sát nó với mặt phẳng SBC, quan sát nó với mặt phẳng SBC thì ta thấy nó như nào nhỉ? Quan sát với mặt phẳng SBC ta thấy nó gì em? Nó cắt. AO kéo dài cắt tại gì? Cắt tại C không? Đấy, AO kéo dài cắt tại C. Được chưa? Thế lập tỷ số đi các em. Nào, tỷ số này khoảng cách từ A đến SBC, A đến SBC chia khoảng cách từ O đến SBC, O đến SBC thì bằng A đến C chia O đến C là OC. Đó, tỷ số khoảng cách này dạy nát vở rồi. Và như vậy thì nó bằng AC lại gấp đôi OC, các em nhìn hình AC gấp đôi OC, vậy tỷ số bằng 2. AC gấp đôi OC. Như vậy là khoảng cách từ O thì bằng chia xuống này, khoảng cách từ O đến SBC bằng khoảng cách từ A chia gì các em? Chia 2. Đúng không ạ? Và bằng A căn 21 trên 7 chia 2 là A căn 21 chia 14. Đúng không? Trường nào trả thi điền đáp án? Minh Hằng này cứ làm như trường mình là độc lắm không bằng ấy. Cứ làm như yêu trường lắm ấy. Trường nào trả thi điền đáp án mà lắm chuyện. Rồi, như vậy là thầy đã chữa xong 30 câu của phần trắc nghiệm. Rất dài đúng không? Các em thấy. Riêng phần trắc nghiệm thầy cho các em 30 câu rất dài. Các câu đều tồn đọng kiến thức rất là cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần đúng sai nhá. Chúng ta sẽ đến phần đúng sai. Nào, bây giờ đến mấy câu đúng sai nhé các em. Thế thì ở trong mấy câu đúng sai này thì đầu tiên đã khởi động với một câu về biến cố nào. Một có 6 bạn nam, 6 bạn nam và 7 bạn nữ. Rồi, 6 nam và 7 nữ. Tổ 2 có 8 nam và 4 nữ. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 người, các bạn chú ý, mỗi tổ 2 người. Xét các biến cố sau, biến cố A. Đoàn đại biểu được chọn gồm toàn nam hoặc toàn nữ. À, mỗi tổ 2 người tức là chọn toàn nam, 2 nam tổ 1, 2 nam tổ 2 hoặc là 2 nữ tổ 1, 2 nữ tổ 2 đúng không ạ? Đoàn đại biểu chọn được gồm toàn nam, đoàn đại biểu chọn toàn nữ. Rồi, xét các khẳng định sau đúng hay sai. Ý A, biến cố B giao biến cố C, tức là biến cố của B giao C là rỗng, đúng hay sai? Thế thì mình đọc này, là toàn nam, C là toàn nữ, thế chắc chắn là không thể giống nhau được đúng không ạ? Đã chọn toàn nam thì các phần tử không thể nào giống với chọn toàn nữ đâu các em. Toàn nam nó phải khác toàn nữ chứ đúng không? Như vậy rỗng là đúng rồi. Câu này là đúng nhá. À đúng. Toàn nam làm sao mà giao nó là phần chung ấy, đúng không? Giao là phần chung, làm gì có phần chung. Một bên là toàn nam, một bên toàn nữ, làm gì có chung. B, xác suất của biến cố A bằng xác suất của biến cố B nhá, xác suất biến cố C. Thì cái này là không đúng. Bởi vì là đây không phải hai biến cố độc lập đâu. Nhá, không phải hai thằng độc lập, tức là thằng A thì không thể bằng thằng B nhân thằng C được. Đấy, thằng B nhân thằng C ấy, thì nó phải là thằng A này không phải là B nhân C, tức là B nhân C thì nó phải là nó phải là giao cơ đúng không? Tức là B giao C.
Và độc lập ấy, các em học rồi, hai biến cố độc lập thì cùng xảy ra, tức là toàn nam và toàn nữ thì làm gì có chuyện là toàn nam và toàn nữ, đúng không ạ? Làm gì có chuyện đó. Thì sửa lại là gì các bạn? Sửa lại là gì? PA bằng PB cộng gì? PC, đúng không ạ? Đấy, toàn nam hoặc toàn nữ thì bằng toàn nam cộng với cả toàn nữ. Cái này do là công thức tổng quát ấy, nó còn trừ đi P giao C, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà vấn đề là P giao C bằng rỗng rồi cho nên là không có. Người ta gọi là hai biến cố này là xung khắc ấy các em, đúng không ạ? Hai biến cố xung khắc thì là cộng thôi, sửa thôi, sai nhá. Như vậy câu B này là sai nhá các em. Rồi. Toàn nam hoặc toàn nữ mà. A ra B bằng rỗng. À, thế sai. Tại vì toàn nam hoặc toàn nữ mà. Thì có thể là toàn nam, cũng có thể là toàn nữ, đúng không? Đấy. Thì nó giao với toàn nam thì nó phải ra là toàn nam chứ, đúng không? Có thể là toàn nam, cũng có thể là toàn nữ. Thằng này toàn nam thì giao nhau phần chung mà. Giao là phần chung là toàn nam chứ, sai. Làm sao rỗng được? Giao là chính là B đấy. Chính là thằng B toàn nam đấy các em, đúng không ạ? Xác suất của biến cố A bằng 0,0 rồi. Thế bây giờ ta tính xác suất biến cố A nhá. Biến cố A này chọn được toàn nam. Toàn nam thì trường hợp 1 là chọn toàn nam, tức là hai nam tổ 1. Hai nam của tổ 1 và hai nam của tổ gì các em? Tổ 2, đúng không ạ? Thế thì chọn hai nam tổ 1 có bao nhiêu cách? Chọn hai nam tổ 1 thì em có là C2 của 6, đúng không ạ? C2 của 6 kết hợp với hai nam tổ 2 là C2 của 8. Trường hợp 2 chọn toàn nữ, đúng không ạ? Hai nữ tổ 1, hai nữ tổ 1 và hai nữ tổ 2. Hai nữ tổ 1 thì có C2 của 7 kết hợp với hai nữ tổ 2 C2 của 4. Đó. Bấm thử xem nào. 6C2 6C2 nhân 8C2 cộng với cả 7C2 nhân 4C2, đúng không? Kết quả là 546 nhé. Như vậy số phân tử của biến cố này, số phân tử của biến cố A này sẽ bằng, đấy, cộng hai cái này vào nhé. Các em cái lấy hai này cộng vào, 546, đúng không? Nhưng mà để tính được xác suất thì chúng ta còn phải tính không gian mẫu nữa. Không gian mẫu là lấy mỗi tổ 2 người. Tổ 1 có 13 người thì lấy 2 người trong 13 người. Được chưa? Kết hợp với tổ 2 có 12 người, chọn 2 người trong 12 người, mỗi tổ 2 người mà. Đấy, không gian mẫu là chọn 2 người trong 13 người, chọn 2 người trong 12 người. Rồi, 13C2 nhân 12C2. Không gian mẫu là 5148. Vậy chia này, 546 chia 5148. Đây, chia đây. Kết quả là khoảng 0,106. Ồ, đúng rồi các em, 31, đúng đấy, đúng không ạ? Đúng, ok nhá. Đấy, được chưa? Đấy thì mình kết hợp một bài biến cố và gì các em? Biến cố và xác suất. Hiểu thế nào là biến cố, nó hiểu nào là xác suất. Được chưa? Như vậy sai đúng nhá, các em xem mình đã làm đúng chưa? Ok không? Ok. Tiếp câu 32 nào, một câu hỏi về hàm số mũ logarit. Câu A, tập sinh của hàm số này là 0 đến dương vô cùng, sai. Tập sinh là điều kiện của x. Nào câu A này, tập sinh là điều kiện của x thì điều kiện của x bài này là R các bạn này. Nhá, tập sinh của x thì mình sửa là tập sinh phải là R chứ không phải là không đến dương vô cùng được. Cái không đến dương vô cùng là tập giá trị nhá. Còn tập xác định điều kiện của x thì là R. Hàm số này đồng biến trên tập sinh, đúng hay sai? Sai, bởi vì là A này chưa biết mà, đúng không? Câu này sai tiếp. Nó chỉ đồng biến nếu mà A lớn hơn 1. Còn A mà bé hơn 1 thì A bé hơn 1 lớn không thì phải nghịch biến chứ, làm sao mà khẳng định đồng biến được. Rồi. C này, số nghiệm nguyên của bất phương trình trên, rồi giải bất phương trình và số nghiệm nguyên là 7 nghiệm nguyên à. Nào, thầy giải bất phương trình câu C nhé. 1 phần 11 mũ 2x bình phương trừ 3x trừ 7 lớn hơn 11 mũ 2x trừ 21. 1 phần 11 là 11 mũ âm 1 đúng không ạ? 11 mũ âm 1. 11 mũ âm 1. Tất cả mũ 2x bình phương trừ 3x trừ 7 lớn hơn 11 mũ 2x trừ 1 trừ 21. Và nhân ra ta được 11 mũ trừ ra như là trừ 2x bình phương cộng 3x cộng 7 lớn hơn 11 mũ 2x trừ 1. Như vậy là 2x trừ 21. Như vậy là vừa rồi thầy đã đưa cả hai thằng này cùng về cơ số 11 đúng không? Đưa về cùng cơ số 11 và bỏ cơ số 11 đi thôi là được. Vậy thầy sẽ có được là trừ 2x bình phương cộng 3x cộng 7 lớn hơn 2x trừ 21. Và chuyển vế này. Trừ 2x bình phương cộng x cộng 28 lớn hơn 0. Đó. Bấm thử xem ạ. Bất phương trình bậc 2.
trừ 2, 1, 28. Như vậy là mình ra được x chạy từ trừ 7 phần 2 đến 4 nhé. Trừ 7 phần 2 là trừ 3,5 đấy các em. Đúng không ạ? X chạy từ trừ 3,5 cho đến 4. Ok. Thế thì nếu tính về các số nguyên, nó sẽ dao động từ số nguyên nào? Lớn hơn âm 3,5 tức là bắt đầu từ số nguyên âm 3 và đến 3. Và từ âm 3 đến 3 có 7 số nguyên là đúng rồi, đúng không ạ? Âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3. Các em lấy ngón tay cho các em đếm 7 số đúng. Như vậy khẳng định C này là đúng. Đấy. Ok, thì đấy là ý C nhá. Mọi người xong nhá. Đấy, mọi người chép vào giúp thầy nhá. Trong lúc mọi người chữa câu C ấy, thì các em tiếp tục làm câu D đi các em. Giải phương trình trên. Phương trình này thì giải. Rồi, ok, phương trình này giải nào đây? Đưa hết tất cả về cùng cơ số 3 thôi đúng không? Đưa hết tất cả về cùng cơ số 3 thôi, nhưng mà cũng phải cẩn thận đấy các em. Cái đoạn mà kéo 2 xuống là căng thẳng đấy nhá. Được chưa nào? Chữa xong câu C chưa? Xong rồi đúng không? Rồi xin phép xóa vài câu C nhá để thầy làm câu D nhá. Ok chưa? Chụp màn hình lại nhá. Đấy. Ok. Nào, ta bắt đầu làm câu D này. Để giải cái phương trình ở câu D này, thầy cần đặt điều kiện cho phương trình cái đã. Về mặt điều kiện, chúng ta có 3 điều kiện. X cộng 1 tất cả bình lớn hơn 0. 4 trừ x lớn hơn 0. Và 4 cộng x cũng lớn hơn 0. Như vậy ở đây thì được x khác âm 1 nhé. Ở đây thì được x nhỏ hơn 4. Ở đây thì được x lớn hơn âm 4. Như vậy điều kiện gộp lại ấy, đó là x chạy từ âm 4 đến 4. Và đồng thời là x khác gì các em nhỉ? Âm 1, đúng không ạ? X chạy từ âm 4 đến 4 và x khác âm 1. Nào, thế bây giờ về biến đổi phương trình. Biến đổi thì các em đưa hết về cơ số 3 cho thầy đã. Loga cơ số 3 mũ 2 của x cộng 1 tất cả bình phương thì bằng loga cơ số 3 của cộng, đúng không ạ? Cộng là nhân các lõi 4 trừ x nhân 4 cộng x. Được chưa? Thế ở đây kéo 2 xuống. Thế tuy nhiên là khi kéo 2 xuống ấy thì em hình dung này. Nếu kéo 2 xuống thì mình phải có dấu giá trị tuyệt đối đấy các em. Bởi vì khi em kéo 2 xuống nhá. Cái này kéo 2 xuống, cái này kéo 2 lên đúng không? Thì mất 2 đúng không ạ? 2 xuống đây là 2, 2 lên đây là 1/2 thì 2 nhân 1/2 là hết. Nhưng mà nếu mà mình để loga cơ số x cộng 1 như này ấy thì các em chú ý là chưa đủ điều kiện. Bởi vì chưa chắc cái x cộng 1 này đã dương đâu. Vì điều kiện là x lớn hơn âm 4. Thế nhớ x bằng âm 3 thì sao? X bằng âm 3, âm 3 cộng 1 có dương đâu. Mà nếu cái lõi này không dương thì loga không không có nghĩa đâu nhá. Lõi không dương loga không có nghĩa. Cho nên là nếu đúng ấy thì em phải thêm vào dấu giá trị tuyệt đối đấy các bạn. Đấy nhá. Đấy thì mới đảm bảo nó dương được. Cái này thầy đã nhắc khi học nhiều lần rồi. Nếu kéo mũ xuống mà cái biểu thức ở lõi không đảm bảo luôn dương nhá thì các em phải đóng tuyệt đối vào thì nó mới chuẩn. Đấy nhá. Rõ ràng x lớn hơn 54 thì không đảm bảo được x cộng 1 dương đâu. Đấy và bây giờ em bỏ hai cái chữ log đi. Thì em được là lõi này bằng lõi kia, đúng không? Rồi. Và bây giờ ta giải một cái phương trình bậc giải phương trình thôi. 4 trừ x nhân 4 cộng x 16 trừ x bình thì em chia hai trường hợp ra, đúng không? Bạn chia hai trường hợp ra. Đó là x cộng 1 bằng 16 trừ x bình. Đấy là khi x lớn hơn 51 nhé. Lõi dương này hoặc là trừ x trừ 1 bằng 16 trừ x bình. Đó là khi mà cái x cộng 1 này âm. Vậy giải này. X bình phương cộng x trừ 15 bằng 0. Đúng không? X bình phương cộng x trừ 15 bằng 0 nào. Và bấm nghiệm nhé. 1, 1 trừ 15. Như vậy x bằng sao lẻ thế nhỉ? Trừ 1 cộng căn 61 trên 2. Và x bằng trừ 1 trừ căn 61 trên 2. Tuy nhiên là ở đây điều kiện là x lớn hơn 51 nha. Thế cho nên là mình phải loại cái nghiệm này. Đấy. Khi mà bạn bỏ chữ đối ra mà nó vẫn giữ nguyên dấu ấy, tức là phần lõi trong dương là không âm, tức là x cộng 1 lớn bằng 0 là x lớn bằng âm 1. Cái này x lớn bằng âm 1 thì cái này loại. Đúng không? Tương tự, trường hợp ở dưới này, chuyển vế này, x bình phương trừ x trừ 17 bằng 0. Nào. 1 rồi, trừ 1 trừ 17. Như vậy 1 cộng căn 69 trên 2 và 1 trừ căn 69 trên 2. Thì do là x bé hơn 1 nên mình lấy là x bằng 1 trừ căn 69 trên 2 nhá. Được chưa? Đấy, như vậy cộng hai thằng này vào. Trừ 1 cộng căn 61 trên 2 tổng mà cộng với cả 1 trừ đi căn 69 trên 2 và kết quả khoảng trừ 0,21 trừ 0,24.
và trừ 0,24 là đúng rồi nhé, đúng rồi, là nó thuộc cái khoảng từ trừ 1 đến 0 chuẩn. Đấy, thì các em thấy đấy nhá. Vậy hai nghiệm phương trình này khá là lẻ đấy các bạn. Đây là lý do vì sao người ta lại cho công là cho tổng chứ người ta lại không cho giải từng nghiệm. Như vậy là sai sai đúng đúng ở câu 32 đúng không ạ? Sai sai đúng đúng, được chưa? Và ba nào. Cho hình chóp SA BC có SA vuông góc và đáy. Vẽ hình nha. Hình chóp SA BC có SA vuông góc và đáy. Rồi, đấy là tam giác vuông cân tại B, vuông cân tại B. SA bằng AB, SA bằng AB bằng BC bằng A. Kết luận nào sau đây đúng hay sai? Mặt phẳng SAB vuông góc với ABC đúng hay sai? Đúng. Vì sao đúng? Vì SA vuông góc với đáy. Nếu SA vuông góc với đáy thì mặt phẳng chứa SA cũng vuông góc với đáy, thì đó là mặt phẳng SAB. Các em nhớ là hai mặt phẳng vuông góc với nhau chỉ cần một đường vuông góc là đủ. Nếu có một đường SA vuông góc thì cả mặt SAB vuông góc. Ok. Mệnh đề 2, BC vuông góc SAB, BC vuông góc SAB đúng hay sai thầy hỏi? Câu B nào. BC vuông góc SAB đúng hay sai? Đúng. Vì sao? Vì BC vuông góc với AB là 1 theo giả thiết. BC vuông góc với SA là 2 vì SA vuông góc với đáy. Như vậy BC vuông góc AB, BC vuông góc SA thì BC xứng đáng vuông cả mặt SAB vì vuông với hai đường. Đúng. Đó. Tiếp. Góc giữa SC và đáy bằng 45 độ đúng hay sai? Góc giữa SC và đáy bằng 45 độ là góc nào đã? Góc giữa SC và mặt phẳng đáy, điểm chung là C. Từ S dựng vuông góc xuống đáy là SA, A nối vào C, vậy góc cần tìm là góc SCA. Góc này 45 độ đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Vì là theo Pythagore này, theo định lý Pythagore thì A bình cộng A bình bằng 2A bình, như vậy AC bằng A căn 2. Thế chứng tỏ tam giác ABC này, SAC này không phải là tam giác vuông cân. Đó là tam giác vuông, nhưng mà hai cạnh góc vuông không bằng nhau thì không vuông cân. Không vuông cân thì làm sao mà bằng 45 độ được. Cho nên cái này sai, được chưa? Nó bằng bao nhiêu độ thì không biết, nhưng chắc chắn nó không phải bằng 45. Và ý đây, khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng A căn 2 trên 2 nào. Các em tính với thầy khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng SBC. Thầy đã dạy các em cái cách để tính khoảng cách từ A đến SBC như thế nào các em. Để tính khoảng cách từ A cho tới mặt phẳng SBC, ta phải nhìn tam giác ở dưới. Ta thấy rằng tam giác ở dưới là tam giác vuông tại gì các em? Vuông tại B. Tam giác vuông tại B thì mình phải dựng vào SB. Đấy, tam giác ở dưới vuông tại đâu, ta dựng vào S đó. Như vậy thì dựng AH vuông góc với SB nhá. Dựng AH vuông góc với SB thì AH chính là khoảng cách. Thế để tính AH thì mình dùng hệ thức 1 chia các em ạ. Trong tam giác vuông SAB ta có 1 trên AH bình. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình, tức là 1 trên A bình cộng 1 trên A bình. 1 trên A bình cộng 1 trên A bình, mẫu số chung là A bình. 1 cộng 1 thì bằng 2. Như vậy 1 trên AH bình bằng 2 trên A bình, lộn ngược lại AH bình phương bằng A bình trên 2. Và như vậy thì mình có được AH sẽ bằng căn ra, căn chùm A căn 2 trên 2. Căn của 1 phần 2 là căn 2 trên 2. Như vậy đúng. Như vậy đáp án của câu 33 này là đúng đúng, sai đúng. Đúng không ạ? Đúng đúng, sai đúng. Đấy các bạn. Chúng ta giải thích nó mồm như thế thôi cho nó nhanh nhá. Đúng đúng, sai đúng. Ok, đấy là câu 33. Tiếp đi các em, câu 34 nào. 34. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Rồi. Vẽ nào. SABCD đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Rồi. Tiếp theo cho AB bằng A, cho AB bằng A, SB bằng A căn 2. Rồi. Các kết luận sau đúng hay sai? Khoảng cách từ S tới mặt phẳng SAB bằng A nào? Khoảng cách từ điểm S tới mặt phẳng SAB nó là cái gì đấy? Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ABCD ở đáy thì nó chính là SA, vì SA vuông góc với đáy mà. SA vuông góc với đáy nên A chính là khoảng cách. Vậy người ta bảo SA bằng A đúng hay sai thì câu này là đúng. Bởi vì dễ dàng sử dụng Pythagore này. Các em sử dụng định lý Pythagore cho tam giác SAB đúng không ạ? Câu A nhé, trong tam giác vuông SAB các em sử dụng định lý Pythagore thì các em dễ dàng thấy là SA bình sẽ bằng SB bình trừ BA bình, như vậy bằng 2A bình trừ DA bình, 2A bình trừ A bình bằng A, đúng. Như vậy là theo Pythagore đúng nhá.
Cô B, góc giữa SB và đáy bằng 30 độ. SB và đáy. Góc giữa SB và đáy là góc nào? Nào, SB và ABCD, điểm chung vào điểm B này. Từ S hạ vuông góc xuống đáy là SA, nối vào điểm chung B là góc SBA. Người ta bảo góc SBA bằng 30 độ đúng hay sai? Góc SBA bằng 30 độ đúng hay sai? Sai. Góc SBA bằng 45 độ cơ. Bởi vì là tam giác SAB là tam giác vuông cân các bạn, vừa vuông vừa cân, sai. Nhá, sửa lại là thành 45 độ mới chuẩn. Câu B, câu C, BC vuông góc SAB đúng hay sai các em? Câu C đúng hay sai? BC vuông góc SAB, câu này đúng. BC vuông góc với AB là 1, đáy hình chữ nhật. BC vuông góc với SA là 2 vì SA vuông góc với đáy. Như vậy BC vuông góc với AB là 1, SA là 2 và vuông góc với hai đường thì xứng đáng vuông góc với cả mặt, đúng. Rồi, đúng nhá. Và góc phẳng nhị diện của góc SBCD, nào SBCD là góc nào đây các em? SBCD. Cạnh là cạnh BC nào, như vậy cạnh BC này. Từ từ đã. Cạnh BC, SBCD, thế bây giờ S và D thì đó là góc nào? SBCD. SBCD thì bây giờ mình phải tìm từ S cạnh nào vuông góc với BC, đúng không? Và từ D cạnh nào vuông góc với BC. Từ S mà cạnh vuông góc với BC nào, nhìn này, SBCD nhá. Thì đầu tiên là thầy sẽ xác định từ S để vuông góc với cạnh BC, đó chính là SB. SB vuông góc với BC các em ạ. SB vuông góc BC, đúng không? Vì BC vuông góc cả mặt phẳng SAB mà, cho nên BC vuông góc với SB. Đấy, BC vuông góc SB, ok. Từ D mà vuông góc với BC, từ D vuông góc BC là DC. Đó, thế như vậy là mình chuyển đổi, nó là góc giữa SB và DC, đúng không? Góc giữa SB và DC. Nhưng SB và DC lại không trụ lại thì thầy lại đổi ngang, đổi song song. DC lại song song với AB. Như vậy lại đổi DC song song với AB là thành SB và AB. Và góc cần tìm bên này các em này. Đấy, 45 độ nhá. Ok, góc SBA 45 độ đúng. Như vậy câu 34 đúng. Đấy. Đấy, SB với cả AB thì là góc này không? Trụ lại đây đâu? SBA 45 độ là đúng rồi. Đó, như vậy đáp án này là đúng sai, đúng đúng. Đấy, đây là câu hỏi số 34. Ok chưa? Rồi, nốt nào. Câu hỏi, một câu hỏi về ứng dụng đạo hàm cấp 2 nào. Cho một viên đạn được bắn. Ok, phương trình quãng đường này. Phương trình quãng đường S. Các em học cái này chưa? Cái này em học chưa? Nó chính là bài gì? Bài đạo hàm cấp 2 ứng dụng đấy. Ok, cách trả lời sau đúng hay sai. Vận tốc là ok, vận tốc là đạo hàm của quãng đường đúng không ạ? Câu A này, vận tốc, phương trình vận tốc là đạo hàm của quãng đường. Hai đạo hàm là hết. 196T đạo hàm là 196 trừ đi kéo 2 xuống 4,9 x 2 là trừ 9,8T. Ồ, thế như vậy là đúng rồi, câu A đúng các bạn nhé. V là đạo hàm của phương trình quãng đường. Sau 20 giây thì viên đạn đã được độ cao. Sau 20 giây độ cao tức là người ta tính S. Sau 20 giây tức là S tại 20, tức là T bằng 20 giây đấy. Thay 20 vào đây này. 2 cộng 196 nhân 20 trừ 4,9 nhân 20 bình, đúng không? Thế thay T bằng 20 thôi, thế T bằng 20. 1962 đúng. Rồi, 1962 đúng. Như vậy có 35, B cũng đúng. Đấy, thế thôi. Người ta hỏi quãng đường mà, độ cao là người ta hỏi cái S gì đấy. Vận tốc tức thời ở độ cao này là bằng 5 m/s. Thì các em thấy là ở cái độ cao 1962m ấy, thì tức là tại thời điểm đó là thời điểm T bằng 20, đúng không? Đấy, tại 1962 là T bằng 20. T bằng 20 thì vận tốc là 5 đúng hay sai? Thì lấy T bằng 20 em thay vào phương trình vận tốc của thầy. Cái phương trình vận tốc mình tìm được câu A này này. Cái phương trình vận tốc mình tìm được câu A thì mình thay vào đây không? Như vậy là T bằng 20 thì thầy có là phương trình vận tốc sẽ bằng 196 trừ đi 9,8 nhân 20. 196 trừ đi 9,8 nhân 20. Và bằng 0. Ơ, bằng 0 à? Ờ, bằng 0 cơ mà. Sai. Như vậy là bằng 5 là sai rồi. Thầy thay T bằng 20 vào phương trình vận tốc nhá. Ok, C sai nhá. Và câu D nè. Tại thời điểm vận tốc tức thời bằng cái này thì viên đạn. Rồi. Bây giờ em cho vận tốc bằng 98. Phương trình vận tốc này. Phương trình vận tốc 196 trừ đi 9,8T và bằng 98. Thì mình tính ra T lúc ấy bằng bao nhiêu thầy? Như vậy 9,8T sẽ bằng 196 trừ 98 là bằng 98. 9,8T bằng 98. Như vậy là T bằng 10. Có nghĩa là khi mà vận tốc bằng 98 ấy, mình thay vận tốc bằng 98 vào đây này, thì tại thời điểm đó T là 10 giây, đúng không? T là 10 giây.
Và khi đó người ta hỏi độ cao ở bao nhiêu, tức là bây giờ lấy thời điểm t bằng 10 giây thay lại vào phương trình quãng đường, thay lại vào phương trình quãng đường để xem là quãng đường lúc đó, độ cao lúc đó là bao nhiêu. Thế thay t bằng 10 nhá. Này, thay t bằng 10 vào đây này. Đấy. 2 cộng 196 nhân 10 giây trừ đi 4,9 nhân 10 bình. 1472. Như vậy lúc đó quãng đường phải là độ cao phải là 1472 mà người ta nói là 1560, như vậy câu D này cũng sai. Vậy là đáp án này là đúng sai, sai thì game, đúng sai, sai đúng. Đó. Thì đấy, các bạn thấy một vài các câu đúng thì game, đúng sai nhá. Tuy nhiên là các em nhớ này, những cái câu, những cái bài học như này nó vẫn là những bài học những cái buổi ôn như này là buổi ôn hết sức cơ bản. Bởi vì là những buổi ôn đầu tiên thì thầy muốn là các em hiểu được là sẽ thi những cái gì, chứ chưa hề có những cái bài khó ở đây đâu nhá, chưa hề có những bài khó đâu các em nhá. Thế bây giờ thì nếu mà các em chưa học đủ ấy thì các em nhớ là các em lên trang thầy chỉ.net nhá. Trong trường hợp các em chưa học đủ bài nhá, các em lên trang thầy chỉ.net cho thầy, các em học bài khóa lớp 11. Hiện tại thì nếu mà các em đăng ký ôn thi lớp 11 thì em được tặng cả khóa lớp 12 luôn đấy. Chính xác là đăng ký lớp 12 sớm thì được tặng luôn tất cả các kiến thức của lớp 11, cả ôn thi học kỳ luôn. Đấy thì các em nếu có thì lên thầy chỉ.net đăng ký giúp thầy nhá, hoặc là nhắn tin vào Facebook Chí Quốc Nguyễn của thầy. Đấy, để các em đăng ký sau đó thì các em vừa được ôn tập học kỳ mà vừa lại có khuyến mãi 50% giảm ngay trong tháng này của khóa lớp 12, cả 3 bộ sách luôn các em, cả 3 bộ sách luôn. Đây là lớp 11 này, đây là lớp 12 này. Có hết luôn, em sẽ có tất cả luôn nhá. Ok, rồi, hẹn gặp lại các em trong buổi tiếp theo nhá.